trương 2400, đùa mà thành thật, trao đổi một người khác, ai sẽ đáp ứng? Lăng Hàn cười khà khà, chờ hôn lễ qua đi, giả cũng sẽ biến thành thật. Thừa cơ hội này, nháo lớn một chút, hắn thả ra tin tức, nhất thời toàn bộ thiên thánh cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều biết tin tức Lăng Kiến Tuyết muốn thành hôn với Trần Sương Sương. Cái gì? Lăng Kiến Tuyết là người trong cuộc ngược lại là từ trong miệng người khác biết đến tin tức này, hắn vội vã chạy tới tìm Lăng Hàn. Cha, chuyện gì thế này? Lẽ nào ngươi không muốn kết hôn với Trần sư tỷ của ngươi sao?" Lang Hàn cười hỏi, Lăng Kiến Tuyết nhất thời ngại ngùng, hắn dĩ nhiên muốn cưới, nhưng đây cũng quá đột nhiên, Trần Sương Sương căn bản ngay cả tâm ý của hắn cũng không biết, làm sao liền gả cho hắn? Hơn nữa, hắn cũng là người trong cuộc a, à, tại sao hắn đến giờ mới biết tin tức? Muốn là muốn, có điều là, Lang Hàn cười ha ha nói, "Không nhưng nhị gì hết, ngươi chờ làm tân lang của người ta đi." Lăng Kiến Tuyết, đi ra cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào, Lăng Kiến Tuyết đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Vương Lương Xuân đang đứng ở cửa, khí thế hùng hổ. Vương Sư Huynh, có gì chỉ giáo? Hắn hỏi, Vương Lương Xuân hừ một tiếng nói, ta không cho phép người thành hôn với Trần Sư muội Lăng Kiến Tuyết diếu cợt nói, đầu tiên, người không là người nào của ta, thứ hai, người cũng không phải người nào của Trần Sư tỷ có tư cách gì ngăn cản. Bởi vì ngươi không xứng, Vương Lương Xuân ngạo nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, Há xứng với Trần Sư muội Ngươi xứng, đó là tự nhiên, Lăng Kiến Tuyết làm một cái thủ thế xin mời. Vậy thì mời Vương Sư Huynh chỉ giáo một chút, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Lương Xuân xem thường, hắn so với Lăng Kiến Tuyết sớm hơn triệu năm tiến vào tứ trảm, bây giờ đã đánh bóng tứ trảm đến viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá phân hồn. Sức chiến đấu của hắn đương nhiên ở trên lăng kiến tuyết. Nếu ngươi muốn tự dước lấy nhục nhả, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Vương Lương Xuân dưới chân điểm một cái, đã bay vút đến không trung. Đến, vào không chiến một trận, lăng kiến tuyết chiến ý hừng hực, sau khi hắn bước vào ngũ trảm vẫn không có giao thủ với ai, chỉ biết mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có, nhưng cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào lại không có khái niệm. Hắn cũng điểm một cái, bay vào không trung. vương sư huynh, xin chỉ giáo. Hắn cực kỳ khách khí nói, điều này là bởi vì hắn nắm giữ đại thế, căn bản không cần thiết cùng hung cực ác. Vương Lương Xuân cười lạnh một tiếng, trong trăm chiêu liền để ngươi cúi đầu xưng thần, thân hình hắn hơi động, giết tới lăng kiến tuyết, ra tay chính là một tiên thuật mạnh mẽ. Lăng kiến tuyết phung quyền đón đánh, oanh, chỉ một đòn mà thôi, Vương Lương Xuân liền bị chấn lui về, bay ra hơn trăm dặm. Oa, Vương Lương Xuân đột nhiên nôn ra một ngụm máu, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Lực lượng của đối phương làm sao có khả năng cường đại như thế? Ngay cả lăng kiến tuyết cũng không ngờ, hắn chỉ biết mình khẳng định lợi hại hơn Vương Lương Xuân, nhưng vạn vạn không nghĩ tới một chiêu liền có thể thắng, hơn nữa còn nghiền ép đế giả vốn mạnh hơn hoàng giả mà ngũ chảm là thời điểm áp chế rõ ràng nhất nếu như hai người đều bước vào dương hồn tuy lăng kiến tuyết càng mạnh hơn nhưng tuyệt đối không thể một chiêu liền đả thương vương lương xuân ngươi ngươi là ăn cái tiên đan gì sao vương lương xuân hít một ngụm khí lạnh lớn tiếng hỏi lăng kiến tuyết cười ha ha vương sư huynh nhận thua đi thắng bại đã phân tự nhiên không cần phải đánh tiếp nữa mà hắn cũng hoàn toàn rõ ràng mình mạnh hơn đối phương bao nhiêu ta không có thua vương lương xuân không cam lòng thân hình đột nhiên cuốn ngược lại vọt về phía lăng kiến tuyết ngay cả tranh lệch cũng không nhìn thấy ngươi làm sao có khả năng truy theo ta lăng kiến tuyết ra tay chỉ tay về vương lương xuân điểm đi oanh vương lương xuân bị chấn bay lần thứ hai vẫn không phải đối thủ của lăng kiến tuyết ngũ chảm đối với tứ chảm chính là áp chế của phân hồn đối với chảm trần quá to lớn vương lương xuân cuối cùng biết mình tranh lệch với lăng kiến tuyết lớn đến mức độ không cách nào hình dung chỉ hận hận nhìn lăng kiến tuyết vài lần đột nhiên quay đầu rời đi chính như lúc trước hắn từng nói đánh tiếp nữa chính là tự rước lấy nhục cha hóa ra ta mạnh như vậy lăng kiến tuyết bay xuống cực kỳ hưng phấn nói với lăng hàn lăng hàn cười ha ha nói sau đó đường ngươi phải đi còn dài lắm nếu thỏa mãn với hiện trạng cánh cửa tiên vương chưa chắc sẽ mở ra cho ngươi con rõ ràng lăng kiến tuyết lập tức thu hồi nét mặt hưng phấn sau đó lại có sư huynh sư đệ không cam lòng khiêu chiến lăng kiến tuyết nhưng không ai không bị ung dung đánh bại trong chảm trần cảnh còn có ai là đối thủ của hắn ngay cả dương hồn ra tay lăng kiến tuyết cũng có thể ngang hàng chỉ là không cách nào chiến thắng mà thôi hắn thắng được số lần càng nhiều liền khiến tông môn coi trọng cuối cùng lộ ra sự thực hắn trở thành đế giả từ đó gây nên náo động ở trong thiên thánh cung đế giả nhất định có thể trở thành tiên vương ngay cả thiên thánh cung mấy trăm triệu năm cũng hiếm thấy xuất hiện một cái lăng kiến tuyết cũng bởi vậy được lập làm thánh tử con đường phát triển sau này tự nhiên là ánh sáng vô hạn. Có Lăng Hàn sớm lên tiếng, Đồ Hồng Anh tự nhiên cũng nháo không được, để hôn lễ của Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành. Sau hôn lễ một ngày, Lăng Kiến Tuyết mang theo Trần Sương Sương đến bái kiến cha mẹ, kết quả Lăng Hàn liền bị con dâu dùng ánh mắt tàn nhẫn chừng, hiển nhiên, tuy thần kinh người con dâu này lớn, nhưng đến hiện tại tự nhiên cũng rõ ràng biết mình bị Lăng Hàn lừa. Nhưng ván đã đóng thuyền, tối ngày hôm qua không có chống được Lăng Kiến Tuyết nhõng nhẽo đòi hỏi, lại thêm bị rót rất nhiều rượu có chút ý loạn tình mê kết quả là bị tên khốn kiếp kia thực hiện được xét đến cùng vẫn là lăng hàn quá vô liêm sỉ lại ra chiêu gài bẫy nàng sau khi vợ chồng lăng kiến tuyết thành hôn liền rời khỏi thiên thánh cung một là muốn hưởng thụ sinh hoạt hai người một hồi hai là rèn luyện ba cũng bởi vì bọn họ ở lại trong tông sẽ bị người quấy dày cho dù lăng kiến tuyết đã thành hôn nhưng vẫn có rất nhiều nữ đệ tử sẵn lòng nhào lên nam nhân a có mấy hồng nhan không phải chuyện rất bình thường sao chương 2401, vượt long môn, mà Trần Sương Sương cũng không cách nào đánh đuổi toàn bộ ong bướm, dù sao vẫn có người lấy lòng nàng A, kết quả là, vợ chồng nhỏ liền tới cái mắt không thấy tâm không phiền, chờ trải qua mấy trăm hơn một nghìn năm, cái này dĩ nhiên là sẽ bình ổn lại. Lăng Hàn cũng chuẩn bị rời đi, hắn đã tu khi thiên thuật đến tiểu thành, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đại thành, nhưng muốn đạt đến viên mãn, vậy hắn còn phải tốn vô số năm tháng. Vài ngày sau, Lăng Hàn thu được một cái tin. Long Môn Sơn, vượt Long Môn, đây là thám tử của Thiên Thánh Cung đạt được tư liệu mới nhất. Đại giáo như Thiên Thánh Cung, tự nhiên có vô số tua vòi kéo dài tới các góc của tiên vực, chủ yếu là giám thị mỗi thế lực lớn, hoặc các đại sự vừa phát sinh. Mặt khác, di tích cổ xuất hiện, mở ra, cũng ở trong hàng ngũ giám sát, dù sao có chút di tích cổ cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của một đại giáo. Không biết Long Môn Sơn này là cái quỷ gì, Lăng Hàn lật xem tư liệu, càng xem hắn càng kinh ngạc, càng lộ ra kinh hỉ. Cái gì Long Môn Sơn? Hổ nữ tò mò hỏi. Lăng Hàn gật gù nói. Cái này thật là địa phương có một con cá chép vượt Long Môn. Dựa theo trong tài liệu nói, Long Môn Sơn này không ở trong tiên vực, mà bồng bềnh ở trên hư không, mỗi cách một kỷ nguyên mới sẽ hiện ra một lần, còn nếu như có thể leo lên đỉnh núi, phóng qua Long Môn, sẽ khiến người ta thoát thai hoán cốt. Biến thành Long sao? Hổ nữ lại hỏi, Long là tiên thú mạnh mẽ nhất, hóa Long chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không phải là để người chân chính biến thành tiên long. Lang Hàn cười nói, leo long môn sơn, chỉ xem ý chí, không nhìn thiên phú. Ý chí không mạnh, mặc ngươi lại thiên kiêu tuyệt diếm, cho dù là đế giả cũng không thể lướt qua. Mà ý chí như sắt, coi như là một con lợn, cũng có thể thoát thai hoán cốt, một lần thành long, mở ra một con đường tu luyện vô thượng. Mấu chốt nhất chính là, nó có thể để người ta chảm thiên địa thành đạo. Lăng Hàn hưng phấn nói, các nữ hách liên tầm tuyết đều kẹt ở sáng thế cảnh đỉnh cao, chậm chạp không dám bước ra một bước, nếu như các nàng muốn chạm chân, chấp nhiệm to lớn nhất trong lòng khẳng định là tình yêu đối với Lăng Hàn. Có thể các nàng tư chất không đủ, không có cách nào chạm thiên địa bước vào tiên cảnh, vì lẽ đó, không tới tuổi thọ khô cạn, tình trạng thiên nhân kiếp quá nghiêm trọng, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi chạm chân. Nhưng chỉ cần phóng qua long môn, liền có thể cải biến bản thân rất lớn, tăng lên tư chất võ đạo, chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh tự nhiên trở nên khả năng, hơn nữa độ khả thi lớn vô cùng then chốt là, trèo long môn sơn, vượt long môn, cần không phải tư chất, thiên phú, thực lực, cảnh giới, mà chỉ thuần túy là nghị lực. Chúng ta nhất định sẽ thành công, các nữ đều tràn đầy tự tin, vô cùng kiên định. Các nàng lạc hậu lang hàn đã quá nhiều, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Kỳ quái, lang hàn đột nhiên sững sờ. Trong tài liệu nói, long môn sơn mỗi cách một kỷ nguyên mới xuất hiện một lần, chính là cơ duyên lớn nghịch thiên cải mệnh chân chính, nhưng từ lần trước xuất hiện đến hiện tại, chỉ cách nhau 9.000 tỷ năm. Một kỳ nguyên là 12.000 tỷ năm, coi như có sai lệch, cũng không đến nỗi lệch 3.000 tỷ năm A. À. Nữ hoàng cũng vật gù, 3.000 tỷ năm là dài cỡ nào đến. Tranh lệch mấy chục triệu năm, thậm chí hơn trăm triệu năm còn có thể tiếp thu, dù sao số đếm quá to lớn. Trong lòng lăng hàn hơi động nói, chẳng lẽ đây là thiên địa có linh, muốn bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài, đến đối kháng thế lực hắc ám xâm lấn. ừm Tất cả mọi người gật đầu, Thiên đạo vận chuyển tự có quy luật, tỉ như võ giả đột phá thì sẽ có thiên kiếp sáng lâm, là thiên địa đang cố gắng duy trì cân bằng, không cho người quá mạnh mẽ xuất hiện, quấy rầy vận chuyển của thiên đạo. Hiện tại, bản thân thiên địa tồn tại chịu đến uy hiếp, vậy thiên địa sẽ thích hợp làm ra chút thay đổi, tỉ như để Long Môn Sơn sớm xuất hiện, chính là thiên địa đang tiến hành tự vệ. Có điều, bước thiên địa làm ra thay đổi to lớn như thế, có thể suy ra, lần này thiên địa chịu đến uy hiếp to lớn cỡ nào? áp lực lớn đến không tiếc cải biến thiên đạo vận chuyển. Lang Hàn lộ ra vẻ lo lắng, có thể lần sau thế lực hắc ám toàn diện xâm lấn, thời gian sẽ sớm hơn chúng ta dự tính rất nhiều. Nữ hoàng gật đầu, hiện tại chúng ta cần nhất chính là thời gian, cho dù có hắc tháp 10 vạn lần gia tốc thời gian cũng không đủ, tu luyện càng đến hậu kỳ, tiến cảnh liền càng chậm, đặc biệt là sau khi bước vào tiên vương, một kỳ nguyên tăng lên một tầng cũng không phải chuyện ly kỳ gì cho dù thế lực hắc ám lại qua trăm vạn năm mới sẽ toàn diện xâm lấn, vậy đối với Lăng Hàn mà nói cũng chính là một nghìn tỷ năm, không đủ một phần mười kỷ nguyên. Có thể khi đó Lăng Hàn có thể trở thành tiên vương tầng 9, nhưng cửa ải thiên tôn này. Khó, nếu thiên địa bị ép làm ra thay đổi, vậy lần vượt long môn này tất nhiên chỗ tốt rất lớn, chúng ta đều phải bắt được cơ hội này. Lăng Hàn lập tức làm ra quyết định, vì các nữ có thể chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh, Lăng Hàn nhất định phải đi, huống chi đối với hắn, nữ hoàng hổ nữ cũng có chỗ tốt cực lớn. Thời gian không đủ, bằng không ta còn muốn về đông tiên vực một chuyến, mang hộ tất cả mọi người lên cao. Lăng Hàn nói, hắn nói tới tất cả mọi người, đương nhiên là chỉ đám lão nhân một đường từ tiểu thế giới đến, tỉ như biểu huynh của hắn, biến thái cố phong hoa phong hoa tuyệt đại, bạch y kiếm vương trầm trung thành. Long môn sơn cũng sẽ không tồn tại luôn, mỗi lần dừng lại thời gian bất định, nhưng sẽ không quá dài, sẽ phá tan hư không rời đi. Kiến tuyết cùng sương sương không biết chạy đi nơi nào, Hy vọng bọn họ cũng có thể nghe được tin tức. Sau khi quyết định, bọn họ liền lập tức lên đường xuất phát. Không chỉ bọn họ, toàn bộ tiên vực đều di chuyển, mặc kệ tới kịp, không kịp, vô số người đều đuổi về phía Long Môn Sơn, ngay cả tiên vương cũng không ngoại lệ, đây là bí cảnh thiên địa chân chính, thuộc về thiên địa sát hạch, thiên địa ban ân. Cho dù là cường giả, phóng qua Long Môn cũng có thể trừ đi tạp chất trong cơ thể, toàn diện tăng lên mình, tiến quân về phía Thiên Đạo. Muốn nói hoàn toàn vô dụng vậy phỏng chừng cũng chỉ có tiên vương tầng 9. chương 2402, phong tỏa đường, thiên địa là tuyệt không cho phép có người ngự trị ở trên quy tắc, vì lẽ đó không thể để tiên vương tầng 9 tiến thêm một bước, bước vào thiên tôn vị. Đương nhiên, đây đối với thiên tôn mà nói khẳng định cũng là sự tình không có chút ý nghĩa nào. Xeo xeo xeo, ong ong ong, từng bóng người bay ra thiên thánh cung, cửa truyền tống ở Hồng Anh Trấn không ngừng lóe lên ánh sáng, hầu như không ngừng vận chuyển, đưa một làn sóng rồi lại một làn sóng người ra ngoài. Tuy cái này không thể vượt quá cương vực, nhưng vẫn có thể để người ta tiết kiệm lượng lớn thời gian chạy đi, đi tới nơi biên cảnh của côn bằng thiên. Đám người lăng hàn cũng tới Hồng Anh Trấn, vì tăng nhanh tốc độ, chỉ có hổ nữ cùng nữ hoàng bồi tiếp hắn, những người khác đều ở trong hắc tháp. Hừ hừ, khi bọn họ đi tới truyền tống trận, chỉ thấy nghiệp kiến nước nhìn bọn họ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, sau đó ánh mắt xoay chuyển, đã biến mất không còn tăm hơi. Nghiệp kiến nước có can đảm khiêu khích lăng hàn như vậy, đó là bởi vì bên cạnh hắn còn đứng một nam tử thân hình cao to, nhìn qua chỉ 30 tuổi, nhưng trên người quấn quanh hào quang năm màu. Đây là một vị tiên vương tầng 5, nghiệp gia tiên vương, nghiệp vô hải, có tiên vương tầng 5 tọa chấn, nghiệp kiến đức đương nhiên dám quắc mắt nhìn chừng chừng lăng hàn. Hơn nữa, nếu không phải nơi này vẫn là địa bàn của thiên thánh cung, thậm chí hắn còn có thể năn nỉ nghiệp vô hải giết lăng hàn. Trong mắt lăng hàn lóe ra một đạo sát khí, loại các cái này hắn muốn để lại cho con trai thu thập, nhưng đồ bỏ đi này lại lớn lối như thế, vậy thực sự là tự tìm đường chết. Leo Long Môn Sơn, hết thảy đều là cá chép vượt Long Môn, thiên đạo cực kỳ công bằng, cảnh giới của tất cả mọi người đều ép đến sơn hà cảnh, không tồn tại Tiên Vương, cũng không tồn tại Thăng Nguyên, Tiên phủ. Trong đầu Lang Hàn đọc ra tư liệu liên quan tới Long Môn Sơn. Tiên Vương thì đã làm sao, đến thời điểm nếu dám nhúng tay, ta liền giết Tiên Vương vui đùa một chút. Đánh nhau cùng cấp, ngoại trừ kỳ vô danh, còn ai có thể ngang hàng ta? Lăng Hàn tràn đầy tự tin, cái này tuyệt đối không phải hắn đánh giá cao mình. Kỷ vô danh đã từng là tiên vương tầng 9, chuyển thế trùng tu nhất định là vì xung kích thiên tôn vị, vì lẽ đó hắn khẳng định mạnh hơn bản thân cùng cấp lúc trước. Tiên vương tầng 9 châu bò bao nhiêu, vì lẽ đó, hiện tại kỷ vô danh khẳng định nghiền ép hết thảy tiên vương ở thời kỳ cung cấp, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không ngoại lệ. Mà Lăng Hàn lại có thể đánh ngang tay với kỷ vô danh, chuyện này ý nghĩa là hắn cũng có thể quét ngang tiên vương cùng mình cảnh giới tương đương bởi vì người phải sử dụng truyền tống trận thực quá nhiều mọi người chỉ có thể xếp hàng mặc dù lăng hàn là thiên ý trưởng lão nhưng không có đặc quyền bao lớn dù sao cảnh giới quá thấp ngay cả thăng nguyên cảnh cũng không cần kiêng hắn kỵ huống chi là tiên vương xếp gần một ngày bọn họ mới rốt cuộc dùng được truyền tống trận phù ánh sáng phun trào thân thể của bọn họ chịu đến liên lụy to lớn chờ thời điểm phục hồi tinh thần lại đã đi tới biên cảnh phía tây côn bằng thiên từ nơi này lại đi không tới vạn dặm chính là ra côn bằng thiên sau đó vượt qua cửu Long Thiên, Minh Hải Thiên. Chính là có thể đi vào âm Hà Thiên, lần này, Long Môn Sơn xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ bắt đầu chạy đi, Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, nháy mắt chính là ngàn tỷ dặm, tốc độ còn nhanh hơn đại bộ phận tiên phủ cảnh. Dù như vậy, bọn họ vẫn dùng nửa năm mới tiến vào âm Hà Thiên. Âm Hà Thiên, xứng danh, vô luận là ở đâu cũng có thể nhìn thấy một dòng sông dài vắt ngang ở trong thiên không, âm trầm như sát, nhưng con sông này cao không thể với tới, ngay cả tiên phủ cảnh cũng không cách nào chạm đến, sẽ bị bão táp trên 9 tầng trời đánh rơi xuống. Thăng nguyên cảnh đúng là có thể thử một lần, nhưng có người nói âm hà chi thủy cực kỳ lạnh lẽo, thăng nguyên cảnh cũng không cách nào chống cự, sẽ bị đông giết. Có điều, đối với võ giả tu luyện quy tắc hệ thủy mà nói, cái này là một thánh địa, ở đây có thể phỏng đoán đại đạo hệ thủy càng tốt hơn. Tới xem một chút long môn sơn cụ thể ở vị trí nào. Bọn họ tìm địa đồ, bắt đầu tìm kiếm. Chỗ này, sau khi xác định phương hướng, bọn họ tiếp tục chạy đi tiến quân về phía long môn sơn bởi vì không quen đường bọn họ dùng rất nhiều thời gian đối chiếu gần như sau mười mấy ngày mới đến dưới chân núi long môn sơn nơi này nguyên bản là một đại hải nhưng hiện tại bỗng dưng có thêm một ngọn núi lớn đến không cách nào hình dung toàn bộ hải vực đều bị lấp kín ngọn núi này lớn có thể thấy được chút ít nhưng mà từ dưới chân núi nhìn là căn bản không nhìn thấy đỉnh chỉ thấy giữa núi có thần hà lượn lờ hóa thành long phượng cùng bách thú lại giống như có tiên nhân ngồi xếp bằng, miệng niệm đại đạo, hóa thành ánh sáng quy tắc. Long môn sơn, quả nhiên bất phàm, len keng len keng, cong 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 cong, dưới chân núi khắp nơi đều là chiến đấu, nơi có người thì có giang hồ, nửa điểm không giả. Tiến vào khu vực Long môn sơn, đám người lăng hàn lập tức phát hiện, bọn họ không chỉ mất đi năng lực phi hành, thậm chí độ cao có thể nhảy vọt cũng chịu đến hạn chế to lớn, thật giống như lập tức liền biến thành người bình thường. Cũng đúng, bằng không Long môn sơn cũng quá dễ leo không thể thu người vào không gian thần khí, không có kinh nghiệm trên đường lên núi, thiên địa căn bản sẽ không thừa nhận, vậy dù phóng qua long môn cũng toi công. Lăng Hàn thả các nữ từ trong hắc tháp ra, sau đó, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào mình, coi như là được người cõng lên núi, cũng đồng dạng không được thiên địa tán thành. Đi vài bước tập thể dục cũng được a. À, Lý Tư Thiền bắt đầu mở chuyện cười, có điều là không thể phi hành, cũng không cách nào nhảy quá cao quá xa, vậy con đường này liền đi không thông. Lăng Hàn nhìn xa, mảnh sơn vực này tất cả đều là vách núi chót vót, không cách nào nhảy lên. Tìm đường lớn, bọn họ lùi ra khỏi sơn vực, lại lập tức khôi phục năng lực phi hành, vòng quanh núi xoay một vòng, rất nhanh tìm được một đại đạo lên núi. Căn cứ tư liệu đến xem, đại đạo như vậy rất nhiều, không cần thiết phải nhét chung một lên núi. Đám người lăng hàn hạ thân hình xuống, muốn đi về phía trước, đã thấy khu vực này lại bị người phong tỏa. chương 2403, Đá Lăn Thượng Đi sang một bên, lập tức có người nhìn đám người lăng hàn quát lên, nơi đây đã bị chiến long điện ta chiếm lĩnh, kẻ tự tiện xông vào, giết. Chỗ này là nhà ngươi mở? Lăng Hàn kinh ngạc, trên Long Môn Sơn này không có bí bảo gì, cũng không có tiên dược công pháp gì, mà Long Môn lại người người có thể vọt, cần Phong Sơn sao? Nhưng hắn vừa nghĩ, liền bừng tỉnh, lên núi, người người đều bị thiên địa đại đảo áp chế, một khi tao ngộ đối thủ, ưu thế cảnh giới căn bản không thể nào phát huy, hoàn toàn xem thực lực đánh nhau cùng cấp. Nói cách khác, cho dù là tiên vương gặp phải chảm trần, phân hồn quái dị cũng có thể bị bại, bị giết. Vì lẽ đó, để bảo đảm an toàn, phong tỏa đường đương nhiên là cách làm tốt nhất. Không có ai lên, đương nhiên sẽ không xảy ra chiến đấu, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Chiến Long Điện, tên đúng là không tệ, sao mỗi một người đều nhát như chuột, căn bản không dám chiến nhỉ. Lăng Hàn lắc đầu một cái, có vẻ rất khinh bỉ. Tiểu tử, chưa có phí lời, mau cút. Chiến Long Điện tổng cộng có mười mấy người phụ trách phong tỏa con đường lên núi, nhưng thực lực đều rất yếu. Cũng đúng, người có chút thực lực cái nào cam tâm ở đây phong tỏa đường, khẳng định đều lên núi, muốn phóng qua Long Môn, hóa phàm thành thánh. Có điều, tấm chiêu bài Chiến Long Điện này vẫn rất đáng sợ, chính là thế lực thăng nguyên cảnh, chẳng trách những người này dám hung hăng như vậy. Các ngươi mới cút đấy, hổ nữ ra quyền, oanh, một quyền liền có một người của Chiến Long Điện bay lên, ở trên bầu trời làm hình tán hoa lăng hàn lắc lắc đầu thiên địa cố ý để long môn sơn xuất hiện sớm chính là vì cho càng nhiều cường giả sinh ra có thể chống đỡ thế lực hắc ám nhưng những người này lại còn muốn phong sơn đi ngược ý trời làm sao có khả năng đạt được thiên địa tán thành đáng đời bọn họ lên núi lập tức phát hiện lại mất đi năng lực phi hành mà tốc độ tiến lên cũng biến thành càng ngày càng chậm thiên địa thử thách đã bắt đầu núi lớn nguy nga nhìn không thấy cuối tất cả mọi người cúi đầu chạy đi có người nói ở trong quá trình leo núi không thế tiến vào không gian thần khí, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải điều phối thể lực, nơi này nhìn như tiên vụ quấn quanh, nhưng linh khí cực kỳ pha tạp, chỉ có thể dựa vào đan dược đến bổ sung nguyên lực tiêu hao. Sau một ngày, sơn đạo xuất hiện tranh trách, đi lên trước một điểm, liền thấy hai sơn đạo sắp nhập, hóa thành một cái. Không ngừng đi lên, sơn đạo sẽ không ngừng sắp nhập, cuối cùng hóa thành một đường, đi đến Long Môn. Lại đi một ngày, sơn đạo lần thứ hai sáp nhập lần này chính là bốn hợp nhất tất cả mọi người cảm thấy đi đường gian nan bọn họ thật giống như đã biến thành phàm nhân nhưng muốn chinh phục là núi cao thông thiên sao có thể có chuyện thành công vì lẽ đó muốn leo lên long môn sơn cần không phải thực lực cảnh giới thiên phú mà chỉ là nghị lực có dũng khí chinh phục tất cả hay không kể cả lăng hàn ở bên trong mỗi người chịu đựng áp lực kỳ thực đều giống nhau cho dù lăng hàn tu luyện ra chín phân hồn nắm giữ chín đạo thiên địa bản nguyên ở đây cũng không chút nào yêu thế gì tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa chỉ cảm thấy cực kỳ uể oải hận không thể dừng lại nghỉ ngơi thậm chí quay đầu xuống núi cương giả chân chính tất nhiên ý chí kiên định như sắt mọi người nhất định phải kiên trì lại một ngày đi qua phía trước bọn họ không còn là sơn đạo trống rỗng mà xuất hiện một đám người đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi những người này cũng nghe được động tĩnh đám người lăng hàn tới dồn dập quay đầu nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác ở đây cảnh giới cao đến đâu cũng không có tác dụng gì, thăng nguyên cảnh cũng có thể bị chảm chân giết chết. Các hạ, không nên tiến lên nữa. Đám người kia tổng cộng có 9 người, một trung niên đại hán y phục tím trong đó đứng lên, nhìn Lăng Hàn quát. Vì sao? Lăng Hàn ngầm cười hỏi. Lại muốn tiến lên, liền coi ngươi là kẻ địch, đánh chết. Đại hán y phục tím này nói, trên mặt dựng lên sát ý mãnh liệt. Đám người kia đều là người của chiến long điện, đại hán y phục tím cầm đầu là cường giả thăng nguyên cảnh nhưng nơi này chỉ xem ý chí không nhìn tu vi mà những người bọn họ liền thuộc về ý chí không đủ cứng cỏi bởi vậy không ngừng ngừng lại nghỉ đã cùng đại bộ đội tách rời hiện tại mọi người đều cơ hồ bị cắt thành phàm nhân thăng nguyên cảnh thì đã làm sao bởi vậy bọn họ đều sợ đám người lăng hàn sẽ động võ tự nhiên là không hy vọng bọn họ tới gần nước giếng không phạm nước sông lăng hàn nghĩ đến hắc ám chi chiều liền đè ép tức giận nói yên tâm chúng ta không cừu không oán cũng sẽ không lên hiềm khích vì lẽ đó các người yên lặng ngồi xuống chúng ta chỉ là mượn đường lên núi ha muốn nhân cơ hội tập kích chúng ta sao chiến long điện có người kêu lên lang hàn không khỏi lắc đầu những người này mình là tiểu nhân cũng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử hắn nguyên bản cân nhắc đến hắc ám chi triều không muốn suy yếu thực lực của tiên vực nhưng suy nghĩ lại những tiểu nhân này có thể có tác dụng gì nói khó nghe một chút có thể ở lúc hắc ám chi triều công vào bọn họ là nhóm người đầu tiên làm phản không cần khách khí, cũng không có gì phải khách khí. Lăng Hàn nhanh chân đi về phía trước, thiện ý với các ngươi không nghe, vậy không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo. Ha, tiểu tử, người lộ ra bộ mặt thật đi. Người của chiến Long Điện dồn dập chỉ vào Lăng Hàn, một bộ đắc ý đã sớm nhìn thấu mưu kế của ngươi. Lăng Hàn căn bản chẳng muốn trả lời, nhanh chân mà đi, sau đó hai tay xiết lại, nổ ra. Oanh, 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 không có một người là đối thủ của hắn, đều bị một quyền đánh bay cho dù cảnh giới của mọi người giống nhau đều là sơn hà cảnh nhưng ưu thế lăng hàn tu ra ngũ chảm chín phân hồn sẽ không bị xóa đi chỉ có thể suy yếu tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ thiên địa là công bằng cảnh giới của mọi người kéo đến nhất trí nhưng cũng bởi vì thiên địa là công bằng người trả giá càng nhiều nỗ lực tu ra ngũ chảm chín phân hồn thiên địa cũng sẽ không làm như không thấy đi bọn họ tiếp tục trèo lên sau ba ngày các nữ cuối cùng không chịu nổi nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi đồng thời ăn chút đan dược, bổ sung lượng lớn nguyên lực tiêu hao. chương 2404, Đá Lăn Hạ Lăng Hàn cùng hổ nữ liều mạng ăn, thể thuật của bọn họ đều cực kỳ cao minh, ở đây có thể phát huy kỳ hiệu, bởi vì thể lực chỉ cần ăn no liền có thể khôi phục, không giống nguyên lực nhất định phải rút lấy linh khí. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, gần như một tháng sau, chỉ thấy 18 con đường hội hợp đến cùng một chỗ, phía trước xuất hiện từng tảng đá to lớn. Có thật nhiều người đầy tảng đá, đều là đầu đầy mồ hôi, gân xanh hẳn lên, có người lực không đỡ nổi, buông tay một cái, đá nhất thời đè ép lại, đẩy hắn ngã trên mặt đất, nặng nề ép qua. Oanh, quái lạ chính là, đá không có một đường lăn xuống, mà quỷ dị đứng ở cách bọn người lăng hàn đại khái mười trượng, thật giống như có một vách tường vô hình chặn lại. Những người này tự nhiên không thể vô duyên vô cớ mà đi đẩy đá, hẳn là có nguyên do gì đó. Trước tiên thử một chút xem, lăng hàn đi lên núi, nhưng lập tức phát hiện không chỉ đá bị một vách tường vô hình chặn lại, ngay cả hắn cũng vậy. Hắn thử lại thúc đẩy đá lăn, lại phát hiện tảng đá kia có thể phá tan vách tường, để hắn có thể tiếp tục tiến lên, chỉ là tảng đá kia quá nặng nề, để hắn mồ hôi như mưa. Lang Hàn chỉ thử một hồi liền dừng lại, đá lăn trở về vị trí cũ, sau đó hắn thử muốn trực tiếp phá tan bức tường vô hình kia, nhưng mặc hắn làm sao cũng không thể phá được. Phốc, có người lập tức cười nhạo, ngớ ngẩn, cái này không phải rõ ràng sao, mọi người đều đẩy đá, người cho rằng mỗi người đều mốc sao lăng hàn liếc xéo hắn một cái không nói gì hết thảy đều làm theo người khác vậy sao có khả năng bộc lộ tài năng đương nhiên hiện tại có thể chỉ có một loại biện pháp đẩy đá lên núi nhưng thử cũng chưa từng thử qua liền lựa chọn theo xu thế người như vậy làm sao có khả năng có tiền đồ ở đây chín đạo thiên địa bản nguyên của lăng hàn đều giống như rơi vào ngủ say phân hồn tự nhiên cũng không thả ra được không chỉ hắn nữ hoàng cùng hổ nữ cũng như thế sức chiến đấu của bọn họ yếu ớt chưa từng có bởi vậy lăng hàn càng không cách nào phá mở bức tường vô hình này này người trường ta là có ý gì người vừa nãy cười nhạo lăng hàn lại còn không bỏ qua nhìn lăng hàn quát lên làm sao muốn chống đối đúng hay không lăng hàn không có để ý tới xem ra thật chỉ có đẩy đá lên núi hắn muốn tìm xem có biện pháp khác không đương nhiên là cân nhắc vì các nữ chỉ lo có người sẽ không chịu được vậy không chỉ không cách nào tiến vào chảm trần ngay cả sinh mệnh cũng có thể gặp nguy hiểm trước hắn nhìn thấy có mấy người bị đá lăn ép qua trực tiếp không còn sinh cơ thấy lăng hàn ngay cả trả lời mình cũng không muốn người kia tự nhiên là tức điên nhanh chân vào tới lăng hàn oanh hắn vẫn không có vào tới liền bị một người trẻ tuổi bận đồ đen một quyền đánh bay lăng huynh người trẻ tuổi kia cười nói lăng hàn quay đầu nhìn lại không khỏi kinh ngạc nói nghiêm huynh người này lại là nghiêm tiên lộ sau khi tiến vào nơi này lăng hàn liền khôi phục diện mạo thật sự ha ha đã lâu không gặp, nghiêm tiên lộ vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, sau đó tiến tới, nhỏ giọng nói. Ta đã gia nhập đồng minh, sau này còn muốn nhờ Lăng Huynh quan tâm. Lăng Hàn sướng sờ, không nghĩ tới tốc độ của dị nhanh như vậy, đã tụ tập một nhóm nhân mã. Hắn nguyện miệng cười nói, đó là đương nhiên, đúng rồi Lăng Huynh, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào, lại để dị cũng vui lòng phục tùng, đối với ngươi khâm phục đến sát đất. Nghiêm tiên lộ hết sức tò mò, hắn biết dị mạnh mẽ đến mức nào, nhưng vừa nhắc tới lăng hàn dị liền kính nể cái này xuất hiện ở trên người một tên đế giả tuyệt đối là khó mà tin nổi phân hồn mà thôi lăng hàn nói ồ nghiêm tiên lộ gật đầu nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc nghiêm tiên lộ cũng là phân hồn chỉ có điều là vừa bước vào dương hồn bởi vậy hắn phỏng chừng lăng hàn cũng chính là dương hồn hoặc âm hồn đương nhiên sẽ không quá mức khiếp sợ đương nhiên nếu như hắn biết lăng hàn không chỉ tu ra chín phân hồn thậm chí có thể thuấn sát tiên phủ tam bí Vậy biểu tình trên mặt hắn nhất định sẽ rất khiếp sợ. Lăng Hàn đối với việc của Đồng Minh là rất quan tâm. Nghiêm huynh, hiện tại Đồng Minh của chúng ta phát triển làm sao? Thế rất tốt, Nghiêm Tiên Lộ đầu tiên là gật đầu, nhưng sau đó thở dài. Có điều, có mấy đầu sỏ không dễ đối phó, bọn họ cũng không phục gì, càng không phục minh chủ vẫn không có ra mặt như ngươi, đang làm nóng người, chờ ngươi xuất hiện sẽ đánh bại ngươi, đoạt lấy vị trí minh chủ. Lăng Hàn không khỏi cười to nói đến đánh hắn còn thật không có sợ qua ai xem ra chỉ có thể đẩy tảng đá lên núi nơi này đá lăn đầy đất mỗi người dễ dàng liền tìm được một khối sau đó đẩy đá đi lên một bước hai bước chỉ một lúc sau mọi người đầu đều là mồ hôi muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng đẩy một tảng đá làm sao có khả năng dừng lại nghỉ ngơi chứ hoặc là bước ra tránh lui để đá lăn xuống nhưng người cũng bị đẩy xuống hoặc là thoát lực bị đá lăn nghiền ép không chết cũng trọng thương chỉ có nhất cổ tác khí, ra sức về phía trước, mới có thể thành công xông qua. Mỗi người đều biết điểm ấy, nhưng sức người có hạn, một khi vượt qua cực hạn, ý chí liền sẽ bắt đầu thỏa hiệp. Vì lẽ đó, đây chính là thử thách ý chí. Bọn họ không ngừng leo núi, nhưng tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm. Lăng Hàn không ngừng cổ vũ các nữ, các nàng có gian dài quá thời không chiến đấu, ý chí đương nhiên sẽ không quá kiên định, chỉ có tình yêu đối với Lăng Hàn đang chống đỡ các nàng mà lăng hàn chính là kích phát cỗ yêu thương này của các nàng làm cho các nàng không ngừng kiên trì kiên trì có thể có rất nhiều lý do tỉ như khát vọng mạnh mẽ tỉ như động lực báo thù lại tỉ như ái tình các nữ đều ra sức chống đỡ cửa ải trảm trần này thực quá trọng yếu tách ra tiên phàm cho nên bọn họ nhất định phải chảm thiên biệt tiến vào chạm trần bằng không cho dù các nàng có thể chạm trần vậy chém xuống chỉ có thể là tình yêu đối với lăng hàn đây là sự tình các nàng tuyệt không cho phép bởi vậy cái này kích phát niềm tin vô cùng kiên định của các nàng, lấy tay ngọc non mềm thúc đẩy đá lăn, mặc cho đổ mồ hôi tràn trề cũng kiên quyết không lui. Lăng Hàn không thể không khâm phục lực lượng của tình yêu. Chương 2405, đầu sỏ, hận một người, tuyệt đối không thể chống đỡ lâu như vậy, nhưng yêu có thể, 5 ngày, 10 ngày, các nữ không có một cái từ bỏ, mỗi một người đều ánh mắt kiên định, thật giống như thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn không khỏi gật đầu, chẳng trách cần trải qua nhiều thử thách như vậy mới có thể vượt long môn bởi vì không trải qua một phen như thế làm sao có khả năng bồi dưỡng được ý chí kiên định làm sao có thể trở thành tuyệt thế kỳ tài có nghị lực không hẳn có thể trở thành đế giả nhưng có thể trở thành đế giả tất nhiên là ý chí kiên định như sắt sau một tháng bọn họ đột nhiên cảm giác trên tay nhẹ đi đá lăn to lớn lại không cánh mà bay bọn họ đầu tiên là ngẩn ra sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại hóa ra bọn họ đã thông qua cửa ải này khảo nghiệm nhất thời tất cả mọi người đều ngồi xuống trên đất ào ao ào ao ao thở dốc một đường lại đây, thực sự là quá cực khổ. Lăng Hàn vui mừng mà nhìn về phía các nữ, trải qua cửa ải này, thần hồn của mỗi người đều phảng phất như đạt được tân sinh. Có điều, còn có rất nhiều thử thách chờ chúng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh ngọn núi, tuy không nhìn thấy đỉnh, cũng không biết tranh lệch bao xa. Đúng rồi, nghiêm huynh làm sao nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Lăng Hàn thuận miệng hỏi, há, là gia sư cố ý đưa ta tới. Nghiêm tiên lộ nói, có điều long môn chỉ có thể vọt một lần, lặp lại vô hiệu, mà gia sư từ năm kỷ nguyên trước liền phóng qua Long Môn, bởi vậy lần này chỉ đưa ta lại đây, đã sớm trở về. Cũng thật là cái sư phụ tốt, lang Hàn gật gù, như vậy xem ra, chỉ cần là tiên vương số tuổi lớn hơn một kỷ nguyên phỏng chừng đã qua Long Môn, sẽ không trở lại tập hợp náo nhiệt, nếu như có tiên vương tới, vậy khẳng định tuổi thấp hơn một kỷ nguyên. Muốn nói có ai có thể thành tựu tiên vương, nhưng ngay cả Long Môn cũng không thể phóng qua, ai có thể tin tưởng. Đáng tiếc, hắn vốn còn muốn tìm mấy tiên vương đánh đánh. Ồ, cũng thật vừa vặn, nghiêm tiên lộ đột nhiên đứng lên, nhìn về phía dưới núi. Lăng Hàn theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy ba người trẻ tuổi đang đẩy đá lăn tới, tuy mỗi một người đều mồ hôi như mưa, nhưng ánh mắt đều cực kỳ sáng sủa, chiến ý sông thẳng bầu trời. Trình Tử Tâm, Phú Chu, Hắc Tân Giác, nghiêm tiên lộ quay đầu nói tên của ba người này, còn nhớ ta nói, trong đồng minh có rất nhiều người không phục ngươi làm minh chủ không? ba người này chính là huyên náo tưng bừng nhất. Trong khi nói chuyện, ba người kia cũng thông qua cửa ải này, đi tới trước mặt nghiêm tiên lộ. Trình huynh, phú huynh, hắc huynh, nghiêm tiên lộ ôm quyền, chào hỏi ba người. Nhưng ba người này cực kỳ kiêu ngạo, lại không thèm để ý. Bọn họ quả thật có tư cách như vậy, bởi vì bọn họ đều là địa hồn, hơn nữa là đế giả, xoay tay liền có thể trấn áp nghiêm tiên lộ. Ồ, ngươi là, trình từ tâm nhìn chằm chằm lăng hàn, phú huynh, hắc huynh, người này có phải là khá quen không? Ha ha, người nói như thế ta ngược lại thật nghĩ ra, cái này không là minh chủ lăng hàn của chúng ta sao? Phú Chu đột nhiên nở nụ cười, bọn họ đều gặp hình ảnh ký ức của lăng hàn. Quả nhiên đúng, hát tân giác cũng gật đầu, lăng minh chủ, có thể chỉ giáo một chút hay không? Phú Chu ngạo nhiên nói, cho dù bị áp chế cảnh giới hắn cũng không sợ, đánh nhau cùng cấp, cho dù đối đầu tiên vương hắn cũng sẽ thắng. Thiên tài đều kiêu ngạo, điểm ấy lăng hàn có thể tiếp thu hắn đứng lên, tốt, vậy liền qua vài chiêu. Hách, phú chu ra tay, đánh về phía lăng hàn. Đế giả chính là đế giả, cho dù cảnh giới bị hạn chế ở sơn hà cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắn vượt xa, đấm ra một quyền, cực kỳ bá đạo. Lăng hàn tiện tay chống đỡ, oanh, một quyền của phú chu đánh vào lòng bàn tay hắn, nhưng không có phát ra một chút xíu âm thanh, thật giống như bị thôn phệ toàn bộ. Hả, phú chu lộ ra vẻ kinh ngạc, không tệ lắm, có chút thực lực. Lăng Hàn nhẹ nhàng vung tay, đẩy lui Phú Chu, sau đó chỉ chỉ về phía Trình Tử Tâm, Hắc Tân Giác. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hắc Tân Giác cùng Trình Tử Tâm nhìn nhau một cái, đều cười to. Chúng ta chưa từng có thói quen liên thủ, cũng không cần, bọn họ một người một câu. Phú Chu giận dữ, có mình làm đối thủ, Lang Hàn lại còn dám mời chiến hai người Trình Tử Tâm, đây là miệt thị mình đến cỡ nào. Ngươi cũng thật cuồng ngạo, hắn nhảy về, lại ra quyền với Lang Hàn. Lăng Hàn không để ý đến, mà giết về phía hai người trình tử tâm cũng đấm ra một quyền hóa thành hai đạo quyền kinh đáng ghét hai người này đều giận dữ bọn họ tự nhiên xem thường liên thủ nhưng càng không cách nào nhịn được lăng hàn khiêu khích như vậy không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng dồn dập giáng trả oanh 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 ba người nhất thời chiến thành một đoàn nếu như không có hạn chế cảnh giới cho dù hắn vẫn là địa hồn không có tu gia chín phân hồn lăng hàn tự tin cũng có thể ở trong trăm chiêu áp chế ba người này nhưng cảnh giới bị ép đến sơn hà cảnh, ưu thế sức chiến đấu của hắn cũng bị áp xúc, chỉ có thể đánh ngang tay với ba người trình tử tâm. Nhưng mà, ba người trình tử tâm lại kinh hãi gần chết. Ba đại đế giả liên thủ, lại chỉ có thể đánh hòa với lăng hàn. Phải biết, cảnh giới ép càng thấp, thì ưu thế bọn họ tu ra ngũ trảm, ngưng phân hồn mạnh nhất đột phá cũng càng nhỏ. Nói cách khác, một trăm chỉ còn mười mà thôi, khi mọi người đều áp xúc gấp 10 lần, vậy ưu thế cũng tương ứng thu nhỏ lại gấp mười lần. Ngược lại, nếu như cảnh giới thả ra, vậy chẳng phải Lăng Hàn sẽ mạnh đến nỗi nghịch thiên rồi sao? Trong lòng ba người trình tử tâm đều lắc đầu, có khi Lăng Hàn chỉ là âm hồn thậm chí dương hồn thì sao, vậy không có cảnh giới áp chế, bọn họ tùy tiện người nào cũng có thể dễ dàng chấn áp Lăng Hàn. Có điều, đây là chuyện sau này, hiện tại bọn hắn là bị Lăng Hàn lấy một địch ba gắt gao áp chế, mặc bọn họ vận dụng các loại tiên pháp cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đều đại hận, bởi vì tu vi bị hạn chế, rất nhiều tiên pháp không cách nào vận dụng, để bọn họ cảm giác thúc thủ chói buộc, cực kỳ khó chịu. Nhưng bọn họ không biết, nhận giới hạn lợi hại nhất là Lăng Hàn, sát chiêu mạnh nhất của hắn là bản nguyên trùng kích, nhưng hiện tại chín đạo thiên địa bản nguyên đều rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không thể vận dụng. chương 2406, chịu phục, nếu không thì, Lăng Hàn vừa ra tay liền có thể thuấn sát bọn họ. Nhưng Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn đã đi ra con đường của mình, bản nguyên trùng kích chỉ là một sát chiêu của hắn, hơn nữa sớm muộn sẽ bị hắn từ bỏ, cho dù ngũ hành bản nguyên có thể tăng lên tới cấp độ tiên vương tầng 9. Vô dụng, mục tiêu của Lăng Hàn chính là thiên tôn, vậy cấp bậc tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, chắc chắn sẽ không được hắn coi như át chủ bài chân chính. Hắn dùng ra nộ quyền, nhất thời khí thế thay đổi, thật giống như một vị viễn cổ đại đế giáng lâm, tỏa ra khí phách vô thượng trấn áp tất cả. Ba người trình tử tâm đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ đứng ở trước mặt Lăng Hàn chỉ cảm thấy cực kỳ nhỏ bé, phảng phất như đối phương tiện tay một quyền liền có thể đánh giết mình thành cặn bã. Bọn họ tốt xấu gì cũng là đế giả, vội vã đè xuống sợ hãi trong lòng, thiêu đốt chiến ý, liều mạng chiến một trận. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chiến ý của ba người này vẫn đáng giá khẳng định, mà hắn muốn cũng là nhân tài như vậy, bằng không sau này gặp phải hắc ám chi chiều, thấy đối phương số lượng nhiều, cường giả nhiều, không phải trong nháy mắt liền mềm nhún, không đánh mà chạy sao. Hắn có ý thuyết phục ba người này, liền không hề sử dụng toàn lực, chỉ lấy nộ quyền áp chế ba người. Ba người trình tử tâm đều gào thét liên tục, nhưng căn bản vô dụng, ở tầng thứ sơn hà cảnh, lăng hàn là vô địch, ngay cả tiên vương tầng 9 đến cũng như thế. Đánh hơn nửa ngày, lăng hàn bỗng nhiên ngừng tay, cười nói. Như thế nào, phục chưa? Không phục, ba người trình tử tâm đều nói, bọn họ không cam lòng, cho rằng nơi này hạn chế bọn họ phát huy, bằng không làm sao có khả năng ba người liên thủ cũng không địch lại lăng hàn. Lăng Hàn nhìn ra được bọn họ không cam lòng, liền nói: "Được, vậy sau khi đi ra ngoài, tái chiến một hồi." Ba người Trình Tử Tâm hai mặt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tuy bọn họ không cam lòng, nhưng hoàn toàn công nhận thực lực của Lăng Hàn, đánh nhau cùng cấp bọn họ không địch lại, không lời nào để nói. "Phú huynh, Trình huynh, Hắc huynh, đến, ngồi một chút." Nghiêm Tiên lộ cười nói, hắn tự nhiên vui vẻ làm nhân vật điều giải, bằng không ba người này vừa thua Lăng Hàn, cái nào không ngại ngùng lưu lại? Ba người phú chu nguyên bản muốn đi, nhưng thứ nhất nghiêm tiên lộ mở miệng mời, thứ hai bọn họ cũng xác thực cần nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, liền gật gù, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng lấy đan dược ra dùng. Nhưng đan dược của bọn họ chỉ vừa lấy ra, liền cảm thấy hoa mắt, lại bị lăng hàn đoạt mất. Ngươi, ba người đều đứng lên, ngươi thật quá mức rồi, còn muốn nhục nhã bọn họ sao? Lăng hàn nở nụ cười, lại vung tay lên, ném ra ba đan bình. Dùng đan dược ta luyện chế, ba người tiếp nhận bình đan, nhìn lẫn nhau kéo nắp bình đổ ra đan dược sau đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ thái cổ dưỡng tâm đan lang hàn khẽ gật đầu ngược lại không thẹn là đế giả nhận ra loại đan dược này thái cổ dưỡng tâm đan đan dược tam tinh hơn nữa ở trong đan dược tam tinh cũng có thể xếp hàng đầu đối với người dưới thang nguyên cảnh mà nói đây là đan dược khôi phục nguyên lực tốt nhất hơn nữa vẫn là sáu lần luyện linh ba người một người nói một câu cho thấy bọn họ đối với đan dược cũng có nhận thức tương đương đây là đương nhiên tuy bọn họ không biết luyện đan nhưng thân là võ giả nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ đan dược bằng không đấu giá đi mua một viên đan dược làm sao biết là thiệt là lời hay là trong di tích cổ đạt được một viên làm sao biết có thể ăn được hay không tại sao không phải đan dược tứ tinh lăng hàn không phải biết luyện chế sao này cũng không phải lăng hàn hẹp hòi mà là đan dược tứ tinh là thăng nguyên cảnh dùng mà thăng nguyên cảnh vì sao lại được gọi là thăng nguyên là bởi vì nguyên lực trong cơ thể bốc lên chuyển hóa thành linh lực nếu để cho võ giả tiên phủ hoặc dưới dùng đan dược như vậy, tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Đây là ngươi luyện chế? Phú Chu khó mà tin nổi hỏi, tuy đây chỉ là đan dược tam tinh, nhưng sáu lần luyện linh ý vị như thế nào? Lăng Hàn tất là tứ tinh đan sư, nếu như chỉ luận địa vị, tứ tinh đan sư khẳng định ở trên phân hồn cảnh, hơn nữa vượt qua không biết bao nhiêu. Lăng Hàn cười nhạt nói, không sai, hí, ba người Phú Chu đều hít khí lạnh, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Kháo người có phải là người hay không không chỉ là đế giả hơn nữa còn biết luyện đan thậm chí còn là tứ tinh đại sư quái vật tuyệt đối là quái vật có điều cũng bởi vì như thế mâu thuẫn của ba người phú chu đối với lăng hàn cũng nhỏ đi rất nhiều một vị tứ tinh đại sư hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy có hy vọng rất lớn bước vào cấp độ ngũ tinh mà một khi lăng hàn trở thành ngũ tinh đan sư đừng nói bọn họ ngay cả tiên vương thấy cũng sẽ cực kỳ khách khí lăng huynh bọn họ một lần nữa chào lăng hàn lần này liền tràn ngập coi trọng cùng chân thành. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có hoàn toàn chịu phục, rời đi nơi này chắc chắn cùng Lăng Hàn đại chiến một trận. Lăng Hàn gật gù nói, nhanh khôi phục nguyên khí, chúng ta còn phải leo núi. Bọn họ tiếp tục khôi phục nguyên khí, qua non nữa ngày sau, ba người phú chu đồng thời mở hai mắt ra, đã hoàn toàn khôi phục. Không hổ là thái cổ dưỡng tâm đan, hơn nữa còn là sáu luyện, chỉ một viên liền để ta hầu như khôi phục nguyên lực. hừm. Nếu như là đan dược của chúng ta, một viên nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 3 phần 10 lực lượng, mà đan dược dùng càng nhiều, kháng dược tính liền càng mạnh, không chỉ hiệu quả rơi xuống, còn có thể lưu lại đan độc ở trong người. Ba người đều khen không dứt miệng, trước bọn họ chỉ biết đan dược này tốt, nhưng thật tới trình độ nào lại hoàn toàn không rõ, chỉ có tự mình thử nghiệm mới biết. Đi thôi, mọi người tiếp tục lên núi, cất bước một đoạn đường, bọn họ phát hiện không khí càng ngày càng mỏng manh, để sắc mặt của bọn họ đều trắng xám thân hình lảo đảo muốn ngất bước vào sinh hoa cảnh võ giả liền có thể phi thiên độn địa không dính khói bụi trần gian cũng không cần hô hấp không khí chỉ cần có linh khí liền có thể sống nhưng hiện tại bọn hắn lại cảm thấy khó thở cái này há không phải không hợp lý sao hiển nhiên đây là một lần thử thách của thiên địa kiên trì lăng hàn nhìn về phía các nữ tiếp sức nếu như ai thật không kiên trì được vậy cũng chỉ có thể thua vào hắc tháp cũng không thể thật chết ở nơi này a à chương 2407, gặp lại nhị ca. Không khí nơi này cực kỳ mỏng manh, hơn nữa lại để người tu đến tiên cảnh cảm thấy khó thở, cái này không thể không nói, lực lượng của thiên địa thật đáng sợ, mặc người có thể bay nhảy làm sao, cũng chỉ có thể chơi ở trong quy tắc mà thiên địa cho phép. Người xem, người coi mình siêu thoát rồi, nhưng trên thực tế căn bản không bay ra khỏi lòng bàn tay của thiên địa. Sắc mặt bọn người lăng hàn, nghiêm tiên lộ, trình từ tâm có chút khó coi, bọn họ chí hướng cao xa, theo đuổi chính là không bị thiên địa ràng buộc, nhưng hôm nay xem ra, cái này nói nghe thì dễ. Có lẽ phải thành tựu tiên vương mới có thể miễn cưỡng có tư cách đánh cờ với thiên địa, tầng 9 có thể ngang hàng thiên địa, mà muốn siêu thoát, vậy chỉ có thành thiên tôn. Lăng Hàn siết nắm đấm, tâm niệm kiên định hơn, cố lên, hắn không ngừng khuyến khích các nữ, điều này làm cho ba người trình tử tâm nhìn mà không hiểu, ngay cả nghiêm tiên lộ cũng không thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu luyện hẳn là tuyệt tình, có nhiều lo lắng như vậy làm sao có khả năng đại thành? Lang Hàn không chỉ nặng tư tình nhi nữ, hơn nữa còn có một đống lớn hồng nhan, cái này cũng có thể tinh tiến nhanh như vậy. Khó mà tin nổi, càng đi lên, không khí mỏng manh liền càng đáng sợ, bọn họ đều rơi vào trạng thái nghẹt thở, hô hấp trở nên gấp gáp, chỉ cảm thấy không khí hút vào căn bản không đủ dùng, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà hấp. Nhưng càng như vậy, thể lực tiêu hao liền càng lớn, để bọn họ cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi nằm xuống ở đây vậy thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại tuy thiên địa muốn bồi dưỡng nhân tài nhưng không có ý niệm kiên định phế vật như vậy muốn làm gì ra ngoài lăng hàn dự liệu chính là các nữ hách liên tầm viết lại một cái cũng không rời đội cũng không có người nào thật ngã ngất đi mà mỗi người cắn răng chống đỡ ngay cả rực song song thái âm vương cũng không ngoại lệ dọc theo đường đi có thể nhìn thấy có rất nhiều người ngã trên mặt đất có còn lưu một tia hô hấp có thì thần hồn câu diệt leo long môn sơn Vượt Long môn, cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng mà tràn ngập nguy hiểm. Lăng Hàn cũng không có quản việc không đâu, thu những người ngã xuống đất vẫn còn chưa chết kia vào trong không gian thần khí, có thể trong bọn họ có người ý chí kiên định, có thể chiến thắng thiên địa, chiến thắng mình, dựa vào lực lượng của mình đứng lên thì sao? Đây là thử thách tử vong, cũng là một cơ duyên to lớn. Sau mười mấy ngày, bọn họ đột nhiên cảm thấy hô hấp thuận lợi, loại cảm giác lúc nào cũng có thể ngộp chết kia đã không cánh mà bay hóa ra bọn họ đã đi qua khảo nghiệm cửa thứ hai. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Cái thiên địa thử thách này thật nặng, trình tử tâm vù vù thở dốc, lúc này hắn cũng không kéo hình tượng đế giả, đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy đều là mồ hôi. rèn luyện ý chí mà thôi, lẽ nào trình huynh ngươi không chịu được. Phú Chu giả vờ ung dung nói, trình tử tâm chỉ chỉ dưới ngọn núi, ngươi có bản lĩnh, vậy liền xuống đi trở lại một chuyến xem. Ta không ngốc, không làm loại chuyện nhàm chán này. Phú Chu tự nhiên từ chối, hắn mà bị kích thích thì quá ngốc rồi. Lang Hàn lại lấy ra thái cổ dưỡng tâm đan cho mọi người dùng, đan dược này vốn là thánh phẩm khôi phục nguyên lực, lại thêm được hắn luyện linh 6 lần, không chỉ hiệu quả khôi phục càng cao hơn, kháng dược tính cũng thấp hơn những đan dược khác. Rất nhanh, tất cả mọi người khôi phục nguyên khí, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Cái núi quỷ quái này, ta là chắc chắn sẽ không trở lại lần thứ hai. Nghiêm tiên lộ lắc đầu, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hắc Tân Giác cười nói, bọn họ đang muốn lên núi, lại nghe tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền tới, rất nhanh liền thấy bốn người xuất hiện, cũng không phải hai đấu hai, mà là ba cái đánh một cái. Người duy nhất kia rơi vào hạ phong, nhưng song quyền thẳng thắn thoải mái, tự có một loại khí phách ta là đế vương, quần thần cúi bái, thủ rất vững trái, cách bị thua còn rất xa. Thậm chí, này có khả năng là hắn đang tìm kiếm cơ hội, lúc nào cũng có thể bạo phát phản kích mãnh liệt, một lần xoay chuyển thế cuộc. Ô, tuy quyền pháp của người này không cao minh lắm, nhưng có một luồng khí phách vô thượng. Phú Chu lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, Hắc Tân giác gật gù, không sai, ta có loại cảm giác, môn quyền pháp này là hắn tự mình sáng chế, nhưng giới hạn ở cảnh giới, uy lực của quyền pháp còn không rất mạnh, nhưng bởi vì là tự nghĩ ra, phù hợp đạo của mình nhất, vì lẽ đó phát huy ra uy lực bất ngờ. Không nói cái khác, chỉ là cổ khí phách này, tự tin ngoài ta còn ai, người này tất nhiên sẽ có thành tựu bất phàm. Trình tử tâm cũng dành cho hắn đánh giá rất cao. Lăng Hàn nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, cái này không phải nhị ca sao? Hổ nữ nghiêng đầu nói, nàng tự nhiên là gọi theo Lăng Hàn. Vũ Hoàng, nữ hoàng cũng gật gật đầu. Nam nhân một đối ba, được đám người phú chu dành cho đánh giá cực cao kia, lại là Vũ Hoàng. Tiến vào tiên vực không bao lâu, Vũ Hoàng liền tự động rời đi, muốn xông vào tân thiên địa này, không muốn được Lăng Hàn che chở, bởi vì hắn tâm trí cao xa, được người bảo vệ cũng không phải đạo của hắn. Lần từ bị ệt này chính là hơn vạn năm, vẫn không có tin tức của Vũ Hoàng, không nghĩ tới lại gặp phải ở chỗ này. Vũ Hoàng, ngày hôm nay người khó thoát một kiếp, xeo, lại một bóng người giết ra, gia nhập chiến đoàn. Lần này đã biến thành bốn đánh một, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, lại hai bóng người xuất hiện, mang theo nụ cười gần giết tới, tương tự nhắm thẳng vào Vũ Hoàng. Sáu đánh một, dù sức chiến đấu của Vũ Hoàng kinh người, nhưng một đánh sáu, tu vi lại bị hạn chế đến sơn hà cảnh, các loại ưu thế thu nhỏ lại vô số lần, hắn nhất thời trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Người vào đại uy giáo ta chỉ ba ngàn năm, lên làm thánh tử không tính, lại còn vọng tưởng muốn tu luyện đại uy đại đức kinh. Đó là vô thượng bí pháp chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện. Người đặt bọn ta ở nơi nào, ngày hôm nay liền tiến ngươi lên đường, sáu người tất cả ra sát chiêu, liên hoàn đoạt mệnh. Tuy Lăng Hàn còn không rõ ràng lắm, nhưng nhị ca gặp nạn, hắn há có thể ngồi xem, lập tức hét dài một tiếng, xèo, hắn đã giết vào chiến đoàn, song quyền phất lên, đánh tới sáu người kia. Nhị ca, ta đến rồi, chương 2408, huynh đệ liên thủ. Vũ Hoàng chỉ liếc mắt một cái, nhất thời cất tiếng cười to. Tứ đệ, người đến rất đúng lúc, oanh, lang hàn mạnh mẽ nổ ra một lỗ hồng, cùng Vũ Hoàng lưng tựa lưng đứng, huynh đệ hai người đều là tay không, nhưng như hai vị đại đế thời kỳ viễn cổ, có thể trấn áp tất cả. Ngươi là người nào, vì sao muốn quản việc không đâu? Trong sáu người, một người trẻ tuổi áo trắng quát lên. Ngươi ngốc à, lang hàn diếu cợt nói, đây là nhị ca của ta, ta là tứ đệ của hắn, ngươi nói vì sao ta muốn quản việc không đâu? Sáu người kia không khỏi phiền muộn, Vũ Hoàng không phải người cô đơn sao, làm sao đột nhiên lại chạy đến một tứ đệ? Đây không phải nói còn có đại ca cùng tam đệ sao, ở chỗ nào? Các hạ, bò bò giữ mình đi, ngày hôm nay chúng ta giết định hắn, thêm ngươi chỉ là giết nhiều một người, vì sao khổ như thế chứ? Một người trẻ tuổi bận hắc y khuyên nhủ, chúng ta sáu người đều là đế giả, người cảm thấy chặn được sao? Lăng Hàn diếu cợt một tiếng, đế giả thì thế nào, hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu. Hắn lạnh nhạt nói, so nhiều người đúng không? Đến, thê tử, các huynh đệ, đều đi ra a Kha kha kha, hi hi hi, bọn người hổ nữ, nghiêm tiên lộ đứng dậy, từng cái từng cái tỏa ra khí thế đoạt người. Đánh nhau cùng cấp, Vương giả có thể dùng nhân số trồng chất, hoàng giả liên rất khó khăn. Cho dù có thể trồng chất, vậy cũng phải là rất nhiều vương giả liên thủ mới được. Mà đế giả này hầu như là không thể giết được. Sáu người kia nguyên bản tràn đầy tự tin, cho dù lăng hàn cùng vũ hoàng đều là đế giả, nhưng sáu đế đánh hai đế, lại thêm một đống tạp binh thì đã làm sao? Chỉ có bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng mà bọn người nghiêm tiên lộ vừa đi ra, sáu người liền lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì những người này tản mát ra khí thế đều kinh thiên động địa người nào không phải long phượng trong loài người. Đế giả, hắn con mẹ nó tất cả đều là đế giả. Kháo, sao có thể có chuyện đó? Nói như vậy, cho dù là Tiên Vương đại giáo cũng rất khó nắm giữ truyền nhân đế giả, chỉ có đại giáo tầng 5 trở lên mới có thể nuôi dưỡng được, hơn nữa một thời đại cũng chỉ nắm giữ một truyền nhân như vậy. Chỉ có đại giáo tầng 9 mới có thể đồng thời bồi dưỡng được vài truyền nhân đế giả. Tỷ như, Đại Huy giáo, Đại uy Tiên Vương ở trong Tiên Vương tầng 9 cũng là tồn tại hàng đầu. Hầu như chính là vương của tiên vực, đại đế vô địch. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra, kéo một phát liền đi ra nhiều đế giả như vậy. Ồ, ngươi là Nghiêm Tiên Lộ, ngươi là Trình Tử Tâm, Phú Chu, Hắc Tân Giác, sáu người này lại nhận ra được bốn người Nghiêm Tiên Lộ, có điều bọn người nữ hoàng cùng hổ nữ liền không quen biết. Trạm Phi, Nghiêm Tiên Lộ gật gù, nhìn về phía một người, Phùng Hưng Nhân, Trình Tử Tâm cũng nhìn về phía một người, xem ra, những người này đều là đế giả của Đông Tiên vực có thể từng gặp lẫn nhau, có thể nghe nói qua đối phương, xem qua hình ảnh ký ức. Nghiêm huynh, cho cái mặt mũi, không nên nhúng vào vũng bùn này." Trạm Phi Nghiêm nghị nói. Một đối một, hắn có lòng tin chiến thắng Nghiêm Tiên Lộ, nhưng hỗn chiến, bởi vì Vũ Hoàng quá mạnh mẽ, nhiều một tên đế giả hỗ trợ, trình độ khó giết liền tăng thêm mấy lần. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu nói, "Ta cũng muốn mời Trạm huynh cho cái mặt mũi, dừng tay được không?" Một bên khác, Phùng Hưng Nhân cũng nhìn về phía Trình Tử Tâm, tương tự bị trình tử tâm từ chối, dự định làm người tốt, thay xong phương hóa giải ân oán. Nhất định phải chiến một trận sao, chạm phi sầm mặt, ngày hôm nay bọn họ nhất định phải giết Phú Hoàng, người trẻ tuổi này thật đáng sợ, nhập giáo chỉ 3.000 năm, nhưng một đường từ đệ tử ngoại môn giết tới vị trí thánh tử, bây giờ càng bộc lộ tài năng, để các thánh tử khác đều ảm đạm phai mờ. Hiện tại không giết, lại qua mấy năm bọn họ liền không còn cơ hội. Chạm huynh, mọi việc dĩ hòa vi quý, nghiêm tiên lộ chỉ là ba phải nhưng lang hàn lắc đầu một cái trên lời nói nghiêm huynh các ngươi tạm lui xuống trước đi mời các ngươi đi ra chỉ là để bọn họ nhìn huynh đệ chúng ta có bao nhiêu người có điều thật muốn đánh nhau hai huynh đệ chúng ta liền được rồi vũ hoàng cười to tứ đệ ngươi vẫn là khí phách như thế nhị ca không phải cũng vậy sao lang hàn cũng cười hai cuồng nhân đây là ý nghĩ của sáu người chạm phi nhưng cũng mừng rỡ hai người này cuồng ngạo bằng không đế giả của đối phương nhiều như vậy tu vi lại bị suy yếu, cho dù bọn họ mạnh hơn cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hiện tại tốt rồi, sau đánh hai, nghĩ như thế nào cũng chắc chắn thắng A. Vừa ra tay liền dùng tuyệt chiêu, không cho bọn họ cơ hội đổi ý. Sáu người dùng thần thức giao lưu, người lại cuồng cũng không thể thật khờ, nếu như không địch lại nhất định sẽ gọi hỗ trợ, vì lẽ đó tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội. Nữ hoàng, hổ nữ tự nhiên tràn ngập tự tin với lăng hàn, đều lập tức lùi về phía sau, bốn người nghiêm tiên lộ hơi do dự, cũng lui xuống dù sao trước lăng hàn liền từng lấy một địch ba đánh cho đám người trình tử tâm không có tính khí nhị ca giết những cặn bã này không sao chứ lăng hàn hỏi sinh tử của sáu người này liền nắm giữ ở trong một ý nghĩ của vũ hoàng cứ việc ra tay vũ hoàng vung tay một cái cái gì đế giả căn bản không vào mắt của hắn được lăng hàn gật gù lần này hắn có thể ra tay thoải mái các ngươi cũng thật cuồng trạm phi uy nghiêm đáng sợ nói hắn hơi liếc mắt ra hiệu nhất thời sáu đế giả đồng thời ra tay công về phía lăng hàn cùng vũ hoàng chủ yếu là vũ hoàng giết lăng hàn không có nửa điểm ý nghĩa bởi vậy một người phụ trách kiềm chế lăng hàn năm người còn lại lạnh lùng hạ sát thủ với vũ hoàng thật yếu lăng hàn hừ một tiếng bùng nổ ra toàn lực nộ quyền vung ra oanh quyền ý rung động để mỗi người đều cảm giác được trong lòng lăng hàn lúc này tức giận nộ quyền tự nhiên là ở dưới trạng thái nổi giận mới có thể phát huy uy lực trăm phần trăm oanh 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 một quyền vung ra nhất thời có ba người bị chấn bay ra ngoài. Ánh mắt của Vũ Hoàng không khỏi sáng lên, tứ đệ, người rốt cuộc đi ra con đường của mình. Tuy trước cũng vẫn là Lăng Hàn mạnh nhất, nhưng Vũ Hoàng có lo lắng, Lăng Hàn đi theo tiền nhân như thế, thành tựu tương lai sẽ không thể vượt qua tiền nhân, sẽ có hạn chế. chương 2409, trên đỉnh ngọn núi thượng. Đương nhiên, hạn chế như vậy có thể để đại bộ phận tiên vương ước ao, bởi vì này có khả năng là tầng 8, thậm chí tầng 9. Nhưng một mực theo sát người khác đi thì làm sao có khả năng chân chính siêu thoát, nhảy ra hạn chế của thiên địa. Bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn dùng ra quyền pháp như vậy, tự nhiên để hắn vui mừng, Lăng Hàn rốt cục có con đường của mình. Không bằng Nhị ca, Lăng Hàn thở dài, vị Nhị ca này mới thật sự là kỳ tài ngút trời, từ lúc ở tiểu thế giới liền tự nghĩ ra võ đạo, đi ra con đường của mình. Mà Vũ Hoàng không giống hắn, có loại thiên tôn bảo vật như hắc hắc, mà tất cả đều dựa vào mình, nhưng bước vào hàng ngũ đế giả đây mới là địa phương nghịch thiên nhất. Nếu như cạnh tranh công bằng, Lăng Hàn tự giác không bằng vị nhị ca này. Vũ Hoàng cười ha ha, ngộ đạo không phân trước sau, tứ đệ, hiện tại người cái sau vượt cái trước, đã vượt qua ta. Hắn cũng vùng quyền, tương tự là quyền pháp, uy lực quyền pháp của hắn không bằng Lăng Hàn, chỉ có thể bước lui ba người phùng hương nhân. Nhưng Lăng Hàn có tự mình biết mình, điều này là bởi vì nộ quyền của hắn còn mang theo một tia lực lượng thiên địa bản nguyên, tự nhiên nghịch thiên rồi. Sau cú đấm này, sắc mặt của sáu người chạm phi đều khó coi. Một vũ hoàng liền có thể miễn cưỡng ngang hàng ba người, mà lăng hàn càng mạnh mẽ hơn, một quyền trực tiếp đánh bay ba cái. Hơn nữa, đối phương còn có mấy đế giả ở một bên mắt nhìn chằm chằm, cái này vẫn có thể thực hiện được sao? Mơ hảo, đi, bọn họ lập tức hạ quyết tâm, khai chiến ở đây quá thiệt thòi, bọn họ cũng đã là thiên hồn, mà vũ hoàng chỉ là địa hồn, chỉ cần ra nơi đây, không nói tùy tiện người nào ra tay liền có thể đánh giết Vũ Hoàng, chỉ ít hai người liên thủ là tuyệt đối có thể. Sáu người chạy về phía trên núi, thiên địa nơi này áp chế quá lợi hại, ngay cả tiên vương đến cũng rất khó đuổi theo. Lăng Hàn muốn đuổi theo, lại bị Vũ Hoàng ngăn cản. Không cần phải để ý đến những cặn bã này, vừa vặn cho ta luyện tay một chút. Địa hồn đánh thiên hồn, lại còn nói sáu thiên hồn đế giả chỉ có thể cho hắn luyện tay một chút. Vị nhị ca này thực sự là lòng cao hơn trời lăng hàn cười ha ha nói nghe nhị ca hắn tự nhiên sẽ không để sáu người chạm phi ở trong lòng đế giả chân chính phải có một lòng vô địch làm sao có khả năng bởi vì đố kỵ người khác mà liên thủ đánh giết chỉ nhìn điểm này hắn liền cảm thấy sáu người kia căn bản không đáng nhắc tới đến vừa đi vừa nói vũ hoàng ôm lấy vai của lăng hàn lăng hàn cũng ôm lấy vai của vũ hoàng huynh đệ hai người đi lên núi một đường nói những năm này trải qua vũ hoàng trải qua tự nhiên cực kỳ nhấp nhô hắn bắt đầu độc hành, ở trong các đại thế gia đánh qua lặt vặt, làm đệ tử ở trong tiểu giáo không đủ tư cách, cũng từng khoái ý ân cừu, bị bước ép tiến vào thâm sơn giả lĩnh, bắt đầu là độc hành khách. Nhưng tính dai của hắn cực cao, nhiều lần có thể từ trong khốn cảnh đi ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Vận khí của Vũ Hoàng cũng không tệ, lúc tứ chạm tiến vào một di tích cổ, đạt được một tấm tiên thiên đào phù, có thể tu ra ngũ chạm, mà bước vào phân hồn, càng thu được di cốt của một vị tiên vương tầng 9, bị hắn luyện hóa vào trong cơ thể. Cái này có ích lợi gì? Ngưng chín phân hồn, muốn hoàn thành bước đi này cũng không phải nhất định cần chín đạo thiên địa bản nguyên, tỷ như kỳ vô danh, hắn chính là dùng tiên vương lạc ấn đời trước hóa thành chín phân hồn, nhưng lăng hàn không có kiếp trước thành tiên vương, cũng không có tiên vương di cốt, chỉ có thể dựa vào thiên địa bản nguyên. Dù sao, khẳng định là dùng thiên địa bản nguyên ngưng chín phân hồn mạnh nhất, tiên vương tầng 9 cũng chỉ có thể ngang hàng thiên địa, không phải thật có thể thay thế được thiên địa. Sau đó, Vũ Hoàng liền gia nhập đại uy giáo, rất nhanh từ đệ tử ngoại môn một đường bò lên vị trí thánh tử, lấy phách khí cùng thực lực của hắn tự nhiên là một ngựa tuyệt trần, để các thánh tử khác ảm đạm phai mờ. Bởi vậy, điều này bị rất nhiều thánh tử liên thủ nhằm vào, cuối cùng ở Long Môn Sơn hóa thành sát cơ, triển khai đánh giết hắn. Nhưng Long Môn Sơn hết sức đặc thù, cảnh giới mỗi người đều bị ép đến Sơn Hà Cảnh, mà Vũ Hoàng tự nghĩ ra võ học, đi ra con đường của mình, ở dưới tình huống cảnh giới bị áp chế ngược lại càng mạnh hơn lại thêm Lăng Hàn giúp đỡ, sáu thánh tử bị đánh cho chạy chối chết. Lăng Hàn không khỏi thầm than, kỳ thực số mệnh của vị nhị ca này cũng mạnh ngoại hạc, rõ ràng không có bảo vật nghịch thiên gì, cũng không phải tiên vương tầng 9 chuyển thế gì, nhưng lại để hắn có thể tu ra chín phân hồn. Chỉ cần lại đánh vỡ ngưỡng cửa thiên hồn, Vũ Hoàng liền có thể thế như trẻ che tu ra chín phân hồn, liếc nhìn tiên phủ, đây là độ cao ngay cả nữ hoàng, hổ nữ cũng không đạt tới. Lăng Hàn tin tưởng, thế giới này quả thật có thiên địa sủng nhi, đương nhiên, bản thân Vũ Hoàng cũng là kỳ tài võ đạo, điểm ấy không thể nghi ngờ. Long Môn Sơn thử thách ý chí thực quá đa dạng, cũng may mọi người đều là đế giả, tâm trí cứng cỏi, ý chí lại như một lưỡi dao sắc, càng mài chỉ càng sắc bén. Bảy năm sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy đỉnh ngọn núi. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vã ra tốc mà đi, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi có một cửa đá, dáng dấp bình thường, nhưng trên khung cửa điêu khắc bách thú, trông rất sống động. Những thứ này đều là nguyên thú, có người thong thả nói thiên địa sơ khai sinh ra sinh linh có một loại uy thế tiên thiên cho dù chỉ là pho tượng mà thôi cũng có thể cảm giác được hơn nữa ngoại trừ thiên địa không ai có thể khắc họa ra nguyên thú lang hàn cũng nghe qua thuyết pháp như vậy trong lòng gật gù cho nên mới nói long môn sơn chính là thiên địa xúc tích đây chính là minh chứng hiện tại chỉ còn dư lại bước cuối cùng vượt long môn ánh mắt lang hàn đảo qua lại nhìn thấy mấy người quen lang huynh có người đi tới chắp tay về phía Lăng Hàn. Vu Lan Phong Hoa, đầy mặt hắn đều là vẻ tự tin, bởi vì ở trước đây không lâu, hắn thành công đột phá tiên phủ, bây giờ chính là cường giả nhất bí. Chờ phóng qua Long Môn, hắn còn đạt được tăng lên toàn diện, tương lai thậm chí có thể sánh vai với ngự hư tiên vương cũng không nhất định. chương 2410, trên đỉnh ngọn núi Hạ. Ngự hư tiên vương là ai? Tiên vương tầng 9, thậm chí có thể ở trong tương lai mấy kỷ nguyên thành thiên tôn. Lăng Hàn gật gù nói, Hóa ra là Vu Lan huynh, sau khi đi ra ngoài, luận bàn một hồi được không? Vu Lan Phong Hoa không nhịn được nói, lúc trước tiến vào Thất Lạc chi địa của thượng cổ, hắn cùng Lăng Hàn đều là phân hồn, nhưng rõ ràng không bằng đối phương. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, bây giờ vừa đột phá tiên phủ, hắn liền khiêu chiến Lăng Hàn. Hắn ngược lại cũng không phải muốn lấy lươn ép nhỏ, chỉ là muốn để Lăng Hàn tự nhận không địch lại, thỏa mãn ngạo khí của hắn. "Được, Lăng Hàn thuận miệng đáp ứng." Người này đối với hắn nhiều lần mang ý xấu, hắn cũng không nhịn được muốn đánh giết, còn ngự hư giáo. Thiên tài như hắn, chỉ cần thay đổi thân phận, thoáng hiển lộ, không tin người ta sẽ cự ở ngoài cửa. Lăng Hàn, trong một tiếng nũng nịu, chỉ thấy an nhiên bồng bình đi tới, trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Sư phụ đối với người ân trọng như núi, người lại ruồng bỏ mà đi, người còn có tính người sao. Lăng Hàn khẽ thở dài, đối với thương chỉ vi hắn đúng là vừa cảm ơn, vừa hổ thẹn, lại có chút thù hận, hết sức phức tạp, hắn lắc đầu một cái nói bên vg một ngày nào đó ta sẽ có câu trả lời tiểu nhân vong ân phụ nghĩa đi chết đi an nhiên không có để ý tới trực tiếp ra tay ầm um, vũ hoàng ra tay cản lại an nhiên muốn động tứ đệ ta trước tiên qua cửa ải của ta đã an nhiên kinh ngạc tùy tu tù vi bị áp chế nhưng nàng là siêu cấp đế giả đòn đánh này đế giả phổ thông cũng phải lảo đảo lùi về sau nhưng vũ hoàng ung um dung đỡ lấy thậm chí chấn động đến mức cánh tay nàng tê dại đây là bá đạo đến cỡ nào. Nàng cũng không phải ngồi không, lập tức quát một tiếng, giết tới Vũ Hoàng. Oanh oanh oanh, hai người đại chiến, Vũ Hoàng ra tay cũng không có bất luận kiêng kỵ gì, nổ đến An Nhiên liên tục bại lui. Nơi này tự nhiên có người nhận ra An Nhiên, không khỏi ngơ ngác, nam nhân cực kỳ khí phách này là ai, cũng quá trâu bò. An Nhiên 100 cái không tin, đánh nhau cùng cấp, nàng lại bị người áp chế. Phải biết, ngay cả thương chỉ vi cũng nói, năm đó nàng cũng chỉ như thế. Cái này há không phải nói, Vũ Hoàng mạnh hơn thương chỉ vi thời tuổi trẻ. Nàng không tin, an nhiên thét dài không dứt, nàng nhất định phải đánh bại Vũ Hoàng. Lăng Hàn nhìn Vũ Hoàng, lại nhìn an nhiên, trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ cổ quái, hai người này có thể tập hợp thành một đôi hay không. Vượt long môn đi, hắn thu hồi mơ màng, người khí phách như Vũ Hoàng, tự nhiên có ý nghĩ của mình, không cần hắn đi bận tâm. Chúng nữ đều nóng lòng muốn thử, đến nơi này, có thể nói là đi xong 9 phần 10 con đường, nhưng cái gọi là người đi chăm dặm qua 99, nếu như không có nhảy ra bước cuối cùng, vậy cá vẫn là cá, không cách nào hóa long. Mà bước cuối cùng này cũng không đơn giản, không phải ai cũng có thể thành công. Niềm tin nhất định phải kiên định, có người nhảy một cái mà qua, hóa thân thành long, bay xuống núi, có người thì kêu thảm thiết từ trên núi té xuống, tự nhiên là ngã tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Chúng nữ đều biểu hiện kiên định, lúc này ý chí của các nàng như tiên kim, tình yêu đang ủng hộ các nàng tuyệt không có thể thất bại. Các nàng bắt đầu vượt long môn, hai tay lang hàn nắm quá chặt chẽ, hắn quan tâm mỗi người. Đầu tiên là chư toàn nhi, nàng thả người phóng qua long môn, nhất thời, thân thể của nàng kéo dài, hóa thân thành long, nhưng tứ chi không có biến hóa lớn, chỉ hóa thành vuốt long, bốn vuốt bắt mây, ở trên không trung bàn một vòng, sau đó bay về phía dưới ngọn núi. Sau đó là Lý Tư Thiền, Lưu Vũ Đồng, Hách Liên Tầm Tuyết. Mỗi một nữ đều thuận lợi qua ải, mà đến lúc Thủy Nhạn Ngọc cũng vượt qua Long Môn, Lăng Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trình Tử Tâm, Nghiêm Tiên Lộ cùng nhất nhất phóng qua Long Môn, hóa long xuống núi. lang huynh, đi trước một bước, Vu Lan Phong Hoa cười nói, nhanh chân đi về phía Long Môn, bạch y tung bay, cực kỳ tiêu sái. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức hóa thành một thanh long, múa không mà đi. Nhị ca, đừng đánh nữa. lang Hàn nhìn về phía Vũ Hoàng nói, được, Vũ Hoàng cực kỳ thẳng thắn, đột nhiên xoay người, bỏ rơi An Nhiên, nhảy vào long môn. Đừng chạy, An Nhiên không bỏ qua, mau chóng đuổi theo. Lăng Hàn ngược lại thật sự là hy vọng vị nhị ca này thu được một vị hồng nhan chi kỹ. Tuy lúc trước Vũ Hoàng có tam cung lục viện, nhưng khi hắn tiến vào cổ giới liền thả xuống tư tình nhi nữ, một lòng chỉ có võ đạo. Ở Lăng Hàn xem ra, như vậy quá vô vị. Đúng, hiện tại có thể không ngừng leo võ đạo đỉnh cao, nhưng một ngày kia leo không thể leo tới thì sao? Người sống một mình có lạc thú gì? có hồng nhan tiếp đón liền không giống, chỉ là vũ hoàng quá khí phách, cũng quá có chủ trương, chịu nghe người khác khuyên sao. Lăng Hàn thầm hít một hơi, thân hình nhảy lên, phóng qua long môn. Nhất thời, hắn cảm giác một luồng lực lượng trí cao bao vây lại, để hình thể của hắn phát sinh biến hóa to lớn. Hóa long, trên thực tế, tiên nhân có thể biến hóa bất kỳ hình thái nào, biến thành long hình một chút khó khăn cũng không có. Nhưng hiện tại hắn không phải nắm giữ hình long phổ thông mà thôi, mà có từng luồng từng luồng long khí phun trào ở trong cơ thể hắn. Long khí không ngừng tẩm bổ thân thể, phát triển về phía càng thêm mạnh mẽ, còn hóa thành từng viên phù văn, lan truyền ý nghĩ của thiên địa. Hóa long quyết, trong thức hải của lăng hàn lướt qua ba chữ, trong long khí này bao hàm một môn công pháp, tên là hóa long quyết, sau khi luyện thành, có thể để người ta hóa long. Đương nhiên, cái hóa long này chỉ là một loại phiếm chỉ, cũng không phải khiến người ta chân chính biến thành long, mà là nắm giữ thực lực giống như long. Đến thời điểm nếu như người người như Long, vậy thế lực hắc ám đánh tới, chúng ta cũng có thể đánh bọn họ chạy trở về. T, lúc này thiên địa thực sự là bỏ ra vốn lớn, lại truyền xuống công pháp như vậy. Lăng Hàn cũng không có quá coi trọng Hóa Long thuật, hắn tu luyện là Bất Diệt Thiên Kinh, ngự trị ở trên thiên địa đại đạo, chính là bí pháp mạnh mẽ nhất thế gian. Nhưng Long khí quán thể vẫn cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Chương 2411, Hóa Long quyết, hơn nữa, luyện Hóa Long quyết đến cảnh giới tối cao có thể ở trong người tu ra tiên long khí, một đạo liền tương đương với một đòn toàn lực của một tiên long. Chỉ là long khí quá khó tu hành, hơn nữa đánh ra liền không còn, cần trùng tu tích lũy. Mặt khác, số lượng cực hạn của long khí còn hạn chế ở không gian đan điền, không thể tích lũy vô số. Nói như vậy, tiên vương tầng 1 có thể tu ra một đạo long khí, tầng 5 là 5 đạo, tầng 9 là 9 đạo. Lăng Hàn chọn đọc tin tức của Hóa Long Quyết, chậm rãi gật đầu. Hóa long quyết đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, nhưng cuối cùng tu ra long khí không tệ, có thể tăng cường lực bộc phát. Thân thể của hắn nhảy múa ở trên bầu trời, căn bản chỉ huy không được, long khí vào thể, toàn diện tăng lên thể chất của lăng hàn, nhưng trên thực tế cái tăng lên này không phải rất lớn, bởi vì lăng hàn đã tu mỗi cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ, long khí đưa đến tác dụng cực nhỏ. Ngược lại chín đạo thiên địa bản nguyên trong cơ thể hắn trở nên hoạt bát, tham lam hấp thu những long khí này. Bọn chúng là thiên địa xúc tích, tự nhiên cũng ỉ lại thiên địa, long khí này chỉ là nắm giữ long hình mà thôi, trên thực tế là lực lượng của thiên địa bản nguyên, tự nhiên đối với thiên địa bản nguyên lớn mạnh cực kỳ có lợi. Đối với nữ hoàng, hổ nữ mà nói, long khí quán thể như thế có khả năng tăng lên thực lực các nàng gấp đôi thậm chí ba lần, nhưng đối với lang hàn mà nói, có thể tăng lên một phần trăm cũng đã không tệ. Nhưng mà, hắn đã đánh bóng sức chiến đấu đến trình độ cực cao của phân hồn, ở trên cực hạn này đừng nói tăng lên một phần trăm, coi như chỉ một phần vạn cũng cực kỳ gian nan, như thế so sánh, liền có thể thấy được vĩ đại của lực lượng thiên địa. Hắn từ giữa bầu trời hạ xuống, khi đứng ở trên một khối đất bằng, lòng khí cũng bị hấp thu hoàn toàn. Chết, một đạo công kích đã đánh tới. Lăng Hàn vừa nhìn, lại là chạm phi, trong tay hắn nắm một ngân thương, lúc này mỗi một phù văn cũng đã sáng lên lấp lóa, đâm về phía Lăng Hàn. Trước Lăng Hàn ngăn trở bọn họ giết người, hiện tại bọn hắn muốn đánh giết Lăng Hàn. Một bên khác, Vũ Hoàng cũng đã cùng năm người phùng Hưng nhân chiến lên, nhưng lấy một địch năm tự nhiên rơi vào hạ phong, cũng còn tốt nữ hoàng cùng hổ nữ đúng lúc ra tay, địch lại bốn người, để Vũ Hoàng cùng phùng Hưng nhân một mình đấu. Lúc này liền có thể nhìn ra Vũ Hoàng đáng sợ, cho dù hắn thấp hơn phùng Hưng nhân một cảnh giới nhỏ, hơn nữa đối phương đường đường là đế giả, nhưng hắn vẫn có thể cùng đối phương liều cái hòa nhau, sức chiến đấu mạnh đến nỗi nghịch thiên. Trình tử tâm, phú chu, nghiêm tiên lộ đều nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, chẳng trách đối phương có thể làm nhị ca của Lăng Hàn, sức chiến đấu này thực sự là kinh người. Ngay cả An Nhiên cũng đã quên ra tay, nàng chỉ biết Vũ Hoàng rất mạnh, nhưng mọi người cảnh giới đều bị áp xúc, trình độ yêu nghiệt cũng bị áp xúc, bây giờ mới biết hóa ra Vũ Hoàng mạnh đến phần này. Lăng Hàn hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Trạm Phi, sau đó hứng hở đấm ra một quyền. Phốc, Trạm Phi nhất thời bị một quyền đánh nổ, hóa thành mưa máu đầy trời. Ba người trình từ tâm nguyên bản cũng đã trợn mắt ngoác mồm, hiện tại càng là ra đầu tê dại, trạm phi cùng bọn họ nổi danh thậm chí còn cường đại hơn một chút nhưng ở trước mặt lăng hàn là bị một quyền đánh nổ thực lực này tranh lệch bao nhiêu bọn họ lại còn nói muốn luận bàn với lăng hàn chuyện này quả thật chính là khôi hài chẳng trách gì tôn sùng lăng hàn như thế thì ra là như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn họ làm sao có thể tưởng tượng thiên hồn cảnh lại có thể mạnh như vậy con người của vu lan phong hoa cũng hơi co rút lại thiên hồn cảnh như vậy cũng thật đáng sợ một đòn liền thuấn sát đế giả cùng cảnh giới Hắn để tay lên ngực hỏi lòng, đánh hắn về thiên hồn cảnh là tuyệt không thể nào làm được. Cũng vì như thế, sát ý của hắn cũng một phát không thể thu thập, lúc này không giết chết Lăng Hàn, vậy chờ đối phương bước vào tiên phủ, hắn chỉ có phần bại vong. Trong lúc vô tình, bước chân của hắn đã di chuyển. Ha 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 ha, một tiếng cười dài truyền đến, oanh, chỉ thấy một người từ giữa bầu trời hạ xuống, khí thế đáng sợ tuôn ra, khiến người ta từ đáy lòng phát lên hàn ý. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua con người không khỏi có rút lại. Kỳ vô danh, nơi này đã không có cảnh giới áp chế, kỳ vô danh không kiêng kỵ lộ liễu ra khí thế của hắn, rõ ràng chỉ là thiên hồn cảnh, nhưng so với tiên vương còn muốn khí phách hơn. Kỳ vô danh đầy mặt tà khí, hắn đảo qua mọi người một vòng. Không tồi không tồi, trên người còn có lượng lớn thiên địa nguyên lực, cho các người cũng lãng phí, đều cống hiến cho ta đi. Hắn hung hãn ra tay, căn bản không để ý đối phương là ai, trực tiếp giết người, sau đó thôn phệ. Bởi vậy, hắn tự nhiên thành công địch giết người ăn thi đây là cái gì đồng loạt ra tay diệt hắn có người kêu to cũng cổ động người khác đồng loạt ra tay có người thì xoay người rời đi chiến đấu như vậy coi như thắng thì đã có sao không có nửa điểm chỗ tốt lăng hàn cũng bận bịu ra tay thu các nữ vào hắc tháp đối mặt kỳ vô danh hắn cũng chỉ có nắm chắc đối kháng mà không cho là còn có thể bảo hộ được các nữ ngược lại cũng giống nhau kỳ vô danh cũng không thể ở dưới công kích của lăng hàn bảo vệ được người khác Kỷ vô danh ra tay như điện, thân hình run lên, trong cơ thể tuôn ra chín phân hồn, đại khai sát giới. Quả nhiên, hắn cũng tu ra chín phân hồn, kỳ vô danh hiện tại, tu vi có thể so với tiên phủ nhất bí, mà sức chiến đấu càng bay thẳng từ bí đỉnh cao, cực kỳ đáng sợ. Thử một chút ra, lang hàn thu các nữ vào hắc tháp, sau đó không còn nỗi lo về sau, liền chạy về phía kỳ vô danh, muốn ngăn cản hắn giết lung tung. Chỉ là hắn hơi động, liền cảm thấy một luồng kình phong đánh thẳng sau gáy của mình người xuất thủ là Vu Lan Phong Hoa, Lăng Hàn không khỏi hừ một tiếng, Vu Lan Phong Hoa này cũng thật là không có độ lược. lại vào lúc này ra tay với hắn, hơn nữa còn đánh lén. Thực đê tiện, hắn cũng không quay đầu lại, phất lên một quyền nghinh tiếp. Ầm, um, ánh sáng đáng sợ giật động, như trời đổ sập, Vu Lan Phong Hoa kinh hãi đến biến sắc, Lăng Hàn lại hóa giải được công kích của hắn. Chỉ là thiên hồn mà thôi, làm sao có khả năng mạnh như thế? Chương 2412, Diệt Tiên Thương hắn lại nhìn kỷ vô danh một chút hung hãn này cũng giết nhất bí nhị bí tam bí như thái rau chém dưa yêu nghiệt như lăng hàn trên đời này tại sao có thể có biến thái như thế hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái vu lan huynh đây chính là luận bàn của ngươi lăng hàn từ tốn nói này căn bản là đánh lén vu lan phong hoa lộ ra vẻ lúng túng hắn vốn muốn một đòn đánh giết lăng hàn vĩnh trừ hậu hoạn ai có thể nghĩ tới lăng hàn lại biến thái như vậy rõ ràng chỉ là thiên hồn mà thôi nhưng sức chiến đấu có thể ngang hàng nhất bí đế giả. Hiện tại bị Lăng Hàn ngay mặt trào phúng, hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu, hận không thể đạp Lăng Hàn đến chân trời, để cho mình từ trong tình cảnh lúng túng như vậy thoát ra. Trong lòng hắn quyết tâm, ở dưới tình huống trước mắt, hắn nhiều lời nhiều sai, vậy còn không bằng cái gì cũng không nói. Kỳ vô danh đại khai sát giới, nhìn qua có tư thế giết sạch tất cả mọi người, mà hắn chỉ cần lại giết chết Lăng Hàn, vậy hành động của hắn ngày hôm nay đương nhiên sẽ không có ai biết. Lan Hàn, người nên đi chết đi hắn lần thứ hai giết ra dưới cái nhìn của hắn tuy lăng hàn rất yêu nghiệt nhưng yêu nghiệt như thế nào đi nữa cũng chỉ là thiên hồn mà hắn là nhất bí đế giả chỉ cần hắn toàn lực ứng phó khẳng định là hắn thắng pháp vô thiên địa hắn vận chuyển ra một thức đại chiêu uy lực ngập trời hắn là thánh tử của ngự hư giáo hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của ngự hư tiên vương nắm giữ tiên pháp không chỉ nhiều hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ Pháp vô thiên địa này chính là bí thuật sau khi hắn tiến vào tiên phủ mới có thể sử dụng, uy lực vô cùng. Oanh, hắn phảng phất như hóa thân chúa tể chư thiên, một trường ấn xuống, có thể đánh tan bầu trời, thẳng kích cửu u. Một chiêu này có chút lợi hại, lăng hàn thầm nói, nhưng mảy may không sợ, triển khai nộ quyền, đánh tới bàn tay khổng lồ kia. Oanh, nắm đấm đánh vào trên bàn tay lớn ngập trời kia, căn bản ngừng cũng không ngừng, trực tiếp xuyên thấu bàn tay đánh ra ngoài, lực lượng quy tắc rung động, trong nháy mắt che kín toàn bộ bàn tay sau đó bàn tay khổng lồ này liền sụp đổ nắm đấm của lăng hàn đánh thẳng vu lan phong hoa thân hình của vu lan phong hoa vội vã dựng lên đòn đánh này lướt qua trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được hắn đánh ra một đại chiêu không chỉ không thể áp chế lăng hàn ngược lại bị một quyền đánh xuyên thiên hồn nho nhỏ mà thôi lại mạnh hơn nhất bí đế giả như hắn làm sao có khả năng tuy trong lòng khiếp sợ nhưng hắn không chút do so dự lấy ra một thanh chiến mâu vung hai tay lên, ong ong ong, trên chiến mâu có từng viên phủ văn phát sáng, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn ngạo nghễ nói, đây là binh khí gia sư sử dụng ở tiên phủ cảnh, tuy không phải tiên khí, nhưng rót vào chiến ý vô địch của gia sư. Mâu này, tên là Diệt Tiên. Diệt Tiên, khẩu khí thật lớn, tiên vực mạnh nhất chính là tiên, nhưng ngữ hư tiên vương mệnh danh mâu này là Diệt Tiên, đây là hùng tâm tráng trí thế nào? lang Hàn cười nhạt nói, đáng tiếc, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ngươi là ngươi, không cách nào nói thành một. Nói hưu nói vượt, tương lai ta tất có thể trở thành gia sư thứ hai. Vu Lan Phong Hoa lớn tiếng nói, ngươi không được, Lang Hàn lắc đầu, phân hồn cảnh cũng không có tu đến hoàn mỹ, hạng soàng xĩnh mà thôi. Tiểu tháp đánh giá ngự hư tiên vương là đối phương có tư cách xung kích thiên tôn, vậy người này tất nhiên tu ra chín phân hồn. Vu Lan Phong Hoa không có tu ra chín phân hồn cũng muốn trở thành ngự hư tiên vương thứ hai, cái này không phải nói chuyện viển vông sao. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ khắc hai chữ soàng xính vào mộ bia của ngươi. Vu Lan Phong Hoa nắm thương giết tới, mũi thương lưu chuyển sát khí vô biên, rõ ràng không phải tiên khí, nhưng thật giống như còn muốn sắc bén hơn tiên khí. Điều này là bởi vì, không có tiên phủ nào có thể để cho uy lực của tiên binh hiển lộ hết, ngược lại, ngũ tinh, lục tinh chuẩn tiên khí có thể ở trong tay của tiên phủ cảnh hoàn toàn thả ra uy năng. Thật giống như thuật pháp không phân mạnh yếu, thích hợp bản thân mới là mạnh mẽ nhất. Oanh, một thương kéo tới, hung uy ngập trời cái này cũng không chỉ là vu lan phong hoa cùng diệt tiên thương liên hợp trị uy còn có ngự hư tiên vương năm đó lưu lại ý chí vô địch ở trong diệt tiên thương có cơ hội thành thiên tôn điều này có ý vị gì năm đó ngự hư tiên vương tất nhiên là thiên tài mạnh mẽ như lăng hàn kỷ vô danh thậm chí mạnh hơn một đường cũng không nhất định truyền thuyết hắn tu chảm trần đến chém không thể chém mới dừng lúc này mới bước vào phân hồn nói cách khác đừng xem vu lan phong hoa chỉ đâm tới một thương nhưng tương đương với hợp lực của vu lan phong hoa Ngự Hư Tiên Vương còn có lục tinh chuẩn tiên khí, đánh ra một đòn toàn lực. Lăng Hàn lộ ra vẻ hứng thú, đương nhiên không phải với Vu Lan Phong Hoa, mà là Ngự Hư Tiên Vương. Xác thực mà nói, là Ngự Hư Tiên Vương còn ở tiên phủ cảnh, Lăng Hàn muốn lấy loại phương thức khác chiến với Ngự Hư Tiên Vương một trận. Hắn vung nắm đấm, đón đánh về phía Diệt Tiên Thương. Phốc, một đạo máu tươi bắn tung tóe, trên nắm đấm của Lăng Hàn nhất thời máu me đầm đìa. Ha ha ha, lấy thân thể máu thịt của ngươi cũng dám ngang hàng Diệt Tiên Thương, thực sự là tự mình chúc lấy cực khổ. Vu Lan Phong hoa cười gần, nhưng Lăng Hàn nhìn nắm đấm một chút, phát động Mộc Chi Bản Nguyên, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy khôi phục. Trong này tuy có ý chí võ đạo của Ngự Hư Tiên Vương, còn có lực phá hoại của Lục Tinh Chuẩn Tiên khí, nhưng Mộc Chi Bản Nguyên là cấp bậc Tiên Vương, hóa giải tự nhiên là sự tình quá dễ dàng. Hiện tại cường độ thể phách của hắn tăng lên rất chậm, cần lượng lớn thiên tài địa bảo đến phối hợp bất diệt thiên kinh mới có thể tăng thể phách lên. Ngự Hư Tiên Vương quả nhiên danh bất hư truyền, Lăng Hàn gật gù, lộ ra vẻ nghiêm nghị, tuy chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng Ngự Hư Tiên Vương năm đó ở tiên phủ cảnh, thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa, mới có thể vẻn vẹn chỉ là một tia hung uy bạo phát, liền để thể phách của Lăng Hàn không cách nào ngang hàng. Dù sao, hiện tại Lăng Hàn chỉ là tương đương với nhất bí, cũng không phải thật bước vào tiên phủ cảnh. Vu Lan phong hoa giận dữ, Lăng Hàn lại hoàn toàn không nhìn mình hơn nữa hắn càng khen ngợi ngự hư tiên vương bất phàm, chẳng khác nào càng xem thường mình. chương 2413, liên thủ tiếp, uy của sư phụ ta, đương nhiên vang danh thiên hạ, há là ngươi có thể ngước nhìn. Vu Lan Phong hoa ngạo nhiên nói, ngươi, sắp trở thành bụi bẩm của lịch sử. lang Hàn cười ha ha nói, nếu như đổi thành ngự hư tiên vương năm đó, vậy ta sẽ vui vẻ chiến một trận. Đáng tiếc, ngươi quả yếu, ngay cả tư cách kích phát chiến ý của ta cũng không có, cũng chỉ có cây thương này mới có thể làm cho ta sinh hứng thú chơi đùa. Ngươi, Vu Lan Phong Hoa tức giận đến cả người run rẩy, hắn là siêu cấp đế giả, xưa nay chỉ có hắn chỉ điểm Giang Sơn, coi thường tuấn kiệt thiên hạ, nhưng hiện tại lại bị người xem thường đến tận xương tủy, chỉ có thương trong tay mới để Lăng Hàn có hứng thú vui đùa một chút. Ngươi cứ việc mạnh miệng, nhưng chẳng mấy chốc ngươi sẽ hối hận, thời điểm ta phẫn nộ sẽ khủng bố cỡ nào. Hắn tỉnh táo lại, hầu như là từng chữ từng chữ nói, cả người sát ý sôi trào. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, há, làm ngoáo ộp sao, chết, Vu Lan Phong Hoa không còn cách nào chịu đựng, trong một tiếng hét dài, thân hình giết ra, diệt tiên thương quét ngang, sát khí ngút trời. Vu Lan Phong Hoa xác thực rất mạnh, siêu cấp đế giả tuyệt không phải tùy tiện thổi ra, hơn nữa hắn còn được khen là ngự hư tiên vương thứ hai, cái đánh giá này là cực kỳ cao. Diệt tiên thương càng khủng bố, chính là chuẩn tiên khí của ngự hư tiên vương lúc trước dùng qua, rót vào chiến ý cùng niềm tin vô địch của hắn, cho dù chỉ có một tia cũng kinh thiên động địa. Then chốt là, diệt tiên thương là lục tinh chuẩn tiên khí, có thể so với một vị cường giả ngũ bí, thậm chí là đế giả. Vậy thì đáng sợ, Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng vẫn không có yêu nghiệt đến tình trạng có thể chống lại ngũ bí đế giả, bởi vậy ở dưới diệt tiên thương cường lực thảo phạt, hắn bị bức ép đến liên tục bại lui, thỉnh thoảng có máu tươi bão tố, nếu không phải thể phách cùng sức khôi phục của hắn đều có thể nói biến thái, đã sớm bị diệt tiên thương tiêu diệt. Phu Lan Phong Hoa cười ha ha, rốt cuộc làm cho kẻ thù chật vật, để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cây thương này không tệ, trong một tiếng tán thưởng, chỉ thấy kỳ vô danh vọt lại, ánh mắt chăm chú vào Diệt Tiên thương lên, ánh mắt sáng quắc. Rõ ràng chỉ là thiên hồn mà thôi, nhưng Vu Lan phong hoa lại bay lên một luồng hàn ý mãnh liệt, thật giống như đối phương không phải người yếu, so với hắn còn thấp hơn một cảnh giới lớn, mà là Tiên Vương cao cao tại thượng, thậm chí có thể sánh vai với sư phụ hắn. Hắn vội vàng lắc đầu, đuổi cảm giác lạnh lẽo này ra ngoài cơ thể có liên quan gì tới ngươi? Hắn tạm thời thu thương, ta muốn nghiên cứu một chút." Kỳ vô danh cười nói, chín phân hồn của hắn đã giết người phụ cận gần đủ rồi, dồn dập trở về, oanh, khí thế của hắn nhất thời lên một nấc thang, để Vu Lan Phong Hoa cũng không nhịn được muốn quỷ xuống cúng bái. Trạng thái mạnh nhất của phân hồn cảnh khẳng định là thời điểm phân hồn đều thu ở trong cơ thể, sức chiến đấu có thể đạt đến mạnh nhất. Có điều, ở thời điểm quần chiến, phân hồn tan ra liền có thể tạo được hiệu quả tốt hơn cảm nhận được áp lực của diệt tiên thương, ngay cả kỷ vô danh cũng thu chín phân hồn lại, có thể thấy được hắn cũng tương đối kiêng kỵ chuẩn tiên khí này. Mơ hảo, vu lan phong hoa cười gần, thói đời làm sao, chỉ là phân hồn lại dám khiêu khích tiên phủ, hơn nữa còn là nhất bí đế giả. Nhưng, người không biết điều như thế còn có hai cái, lại thật có thực lực như vậy. Kỷ vô danh nhìn về phía lăng hàn, trong ánh mắt có sát khí không hề che giấu chút nào nói. Lăng hàn, chúng ta liên thủ một lần nữa được không? Ngươi muốn thương, Lăng Hàn hỏi, ngươi đã có thiên tôn trí bảo, cây thương này cho ngươi cũng không dùng được, ta mà, cũng chỉ là tham khảo một hồi, dù sao ngự ngư là đệ tử của lão gia hỏa kia. Kỳ vô danh nói, được, Lăng Hàn gật đầu, hắn xác thực chỉ muốn chiến đấu với ý chí tiên vương trong diệt tiên thương một chút, đối với bản thân bảo khí thì không có mơ ước gì. Nhưng Vu Lan Phong Hoa vừa giận vừa sợ, hai người này lại dám mơ ước diệt tiên thương, hoàn toàn coi hắn là không khí. Nhưng mà, nghe khẩu khí của hai người này, tựa hồ cũng biết còn có thiên tôn tồn tại phải biết hắn cũng là trước đây không lâu mới được biết tiên vực còn có một cấp độ trí cao vô thượng hơn nữa còn có thể yết kiến phong tình thiên tôn được đối phương thuận miệng chỉ điểm một chút liền để hắn thoát thai hoán cốt sức chiến đấu tăng lên gấp ba nhưng ở trong miệng của kỷ vô danh thiên tôn lại thành lão gia hỏa mà lăng hàn càng có thiên tôn trí bảo t hai người này đều là cái quỷ gì cũng đúng không quan hệ tới thiên tôn làm sao có khả năng xuất hiện sự tình phân hồn ngang hàng tiên phủ ta rõ ràng là chín phân hồn. Vu Lan Phong Hoa đột nhiên kinh ngạc thốt lên, trước hắn chỉ cho rằng kỳ vô danh triển khai một môn công pháp, biến ảo ra chín đạo phân thân, căn bản không có đi cân nhắc chuyện chín phân hồn, cho đến hiện tại, trong lòng hắn đột nhiên rung động, nghĩ đến khả năng này. Bởi vì trong phong tình điện cũng có yêu nghiệt như thế, rõ ràng thời gian tu đạo còn ngắn hơn hắn, nhưng để hắn chỉ có phần quỳ sát. Ở trước mặt tên yêu nghiệt này, hắn nhỏ bé như run dế. Hiện tại, cái cảm giác này tựa như lại tới nữa rồi. May là, cảnh giới của yêu nghiệt ở phong tình điện kia cao hơn hắn, để hắn căn bản không dám nghĩ xa, nhưng hai người trước mặt này thấp hơn hắn một cảnh giới lớn, hơn nữa trong tay hắn còn có đại sát khí như diệt tiên thương, để hắn có đủ sức lực đối mặt hai yêu nghiệt này. Chờ chút, Lăng Hàn tất nhiên cũng tu ra chín phân hồn. Hắn đố kỵ đến đòi mạng, bởi vì trước Lăng Hàn rõ ràng không bằng hắn, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau, để trong lòng hắn cảm giác khó chịu. Ra tay đi, kỳ vô danh nhìn Lăng Hàn nói, nếu không có diệt tiên thương, lấy loại cạn bã như Vu Lan Phong Hoa, hắn tiện tay liền có thể giết chết. Lăng Hàn gật đầu, nếu để Vu Lan Phong Hoa biết trên người mình có thiên tôn trí bảo, hơn nữa đối phương còn có quan hệ với phong tình thiên tôn, vậy tự nhiên không thể để hắn sống sót rời đi. Trước đây hai người liền liên thủ qua, tuy lẫn nhau đối địch, nhưng ăn ý lại cực kỳ cao. Thở phi phò, hai người phân từ hai bên trái phải ra tay, giết tới Vu Lan Phong Hoa. Oanh! ánh sáng vô tận từ trong tay bọn họ tuôn ra, chân áp tới vu lan phong hoa. chương 2414, Phật tử, thượng, Cốt, vu lan phong hoa hét lớn, nắm thương quét ngang, oai phong lẫm liệt. Diệt tiên thương thật quá lợi hại, lúc trước ngữ hư tiên vương tất nhiên cũng tu ra chín phân hồn, mà đây chính là chuẩn tiên khí hắn rèn luyện đến ngũ bí, là đại sát khí khủng bố bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù lăng hàn cùng kỷ vô danh liên thủ thì đã làm sao, tất nhiên bị vu lan phong hoa áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng Vu Lan Phong Hoa không hề có vẻ đắc ý, nếu như cảnh giới mọi người tương đương, vậy hắn có thể trấn áp hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, chứng minh thực lực của hắn càng mạnh hơn. Nhưng tình huống bây giờ là, cảnh giới của Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh thấp hơn hắn, hơn nữa hắn vẫn dựa vào diệt tiên thương mới thu được thượng phong, mọi người đều không ỷ lại tiên khí, vậy hắn căn bản không phải đối thủ của Lăng Hàn hoặc là Kỷ Vô Danh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn tái xanh, sát ý trong lòng sôi trào vô tận. Đã như vậy, vậy liền làm thịt hai yêu nghiệt này, hắn liền không cần lúng túng như vậy. Giết, diệt tiên thương tung múa, vu lan phong hoa như chiến thần, chiếm hết thượng phong. Thiên hồn trung quy chỉ là thiên hồn, hắn khinh thường nói, lang hàn hừ một tiếng, cuối cùng phát động đại chiêu, vận chuyển bản nguyên trùng kích, oanh, hắn đánh về phía trước một làn sóng trùng kích, phù văn vô tận nhảy lên, tràn ngập tính chất hủy diệt. Vu, diệt tiên thương phát sáng, ở trước người của vu lan phong hoa hình thành một lồng ánh sáng, bảo vệ hắn có điều uy lực của bản nguyên trùng kích quá bá đạo, cho dù Vu Lan Phong Hoa có diệt tiên thương bảo vệ, cũng lui hơn một dặm mới ngừng lại, lưu lại hai dấu chân thật sâu trên mặt đất. Ha 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 ha, lồng ánh sáng tản đi, Vu Lan Phong Hoa cất tiếng cười to, đòn đánh này của Lăng Hàn để hắn cảm giác hàn ý phát ra từ linh hồn, nhưng diệt tiên thương không hổ là chuẩn tiên khí mà năm đó Ngự Hư Tiên Vương dùng qua, có thể công có thể thủ, đều đạt tới cực hạn của tiên phủ cảnh. Chỉ là gà đất chó xanh, hắn giả vờ khinh thường nói, nhưng trong lòng kỳ thực là đố kỵ đến đòi mạng. Thân hình của kỳ vô danh loáng một cái, đã giết tới trước người vu lan phong hoa, trên chán hiện ra một chữ vạn, hóa thành một con mắt, bỗng nhiên mở ra, nhất thời bốn phía hắn có hoa sen nở rộ, điểm ra một chỉ, như Phật đà điểm hóa, vượt qua thế nhân. Vạn thế nhất chỉ, vu lan phong hoa đột nhiên kinh ngạc thốt lên, vu lan phong hoa khiếp sợ không thôi, vạn thế nhất chỉ chính là tuyệt học của Phật môn. Phật môn là một thế lực khổng lồ, Hiện tại lão tổ cửu đăng của Phật lập giáo đã sớm biến mất không còn tâm hơi, có người nói đã hóa đạo, nhưng ba tên đệ tử của hắn vẫn đẩy lên bảng hiệu của Phật môn như cũ. Ba người bọn họ đều được tôn xưng là Phật Vương, có hai vị Phật Vương đạt đến độ cao tiên vương tầng 9, còn có một vị là tiên vương tầng 8, có người nói cũng có hy vọng bước vào tầng 9. Đại giáo như vậy, ngay cả ngự hư giáo cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Phu Lan Phong Hoa cũng từng giao thủ với Phật tử đương đại, đối phương diệu Pháp như thiên hoa, để hắn nhìn mà than thở, cho rằng đây là một bất thế kỳ tài, thậm chí có thể so với yêu nghiệt kia của phong tình điện. Mà lúc trước làm cho hắn chấn động nhất, chính là Phật tử thích thiện tử kia dùng ra vạn thế nhất chỉ. Một chỉ này cho hắn biết cái gì gọi là tranh lệch, vẫn mình khác ở trong đầu của hắn, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ không rét mà run. Vạn thế nhất chỉ là bí thuật nòng cốt chân chính của Phật môn, cảnh giới không giống, uy lực vận chuyển cũng không giống, nhất định phải tìm hiểu Phật tâm mới có thể triển khai ra, trong truyền thuyết, cửu đăng của Phật đã từng lấy vạn thế nhất chỉ giết qua tiên vương tầng 9. Nhưng hiện tại, môn bí thuật bất truyền này lại phát huy ở trong tay kỳ vô danh. Lẽ nào đối phương là truyền nhân của Phật môn? Không thể, vừa vào Phật môn, tam thiên phiền não ti diệt hết, mỗi người đều là cái đầu chọc lớn, nào có như kỳ vô danh. Oanh, một chỉ này điểm lại, lục đạo cùng mở, diễn diễn ra lục đạo luân hồi. Vu Lan phong hoa càng thêm ngơ ngác, bởi vì tuy cảnh giới của kỳ vô danh bây giờ không bằng thích thiện tử, nhưng chỉ nói trình độ của vạn thế nhất chỉ lại là kỳ vô danh càng hơn một bậc sao lại có thể như thế oanh vẫn là diệt tiên thương phát huy đánh ra công kích khủng bố hóa đi vạn thế nhất chỉ phật tử thì đã làm sao vu lan phong xứng sờ sau đó cười to ở trong lòng hắn vạn thế nhất chỉ chính là bóng mờ to lớn nhưng bây giờ nó ở trước mặt mình không hề có đất dụng võ để hắn lập tức đạt được cảm giác thỏa mãn to lớn hai người các ngươi ngày hôm nay ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường Lăng Hàn lắc đầu một cái, kỳ vô danh, nếu như có một danh sách không muốn chết nhất, người tuyệt đối có thể xếp hạng trên ta. Người chỉ có thể xếp thứ năm, kỳ vô danh chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Người trung quy sẽ chết, nhưng tuyệt không phải ngày hôm nay, càng không thể chết ở trong tay loại cặn bã như ngươi. Lăng Hàn lại nhìn về phía Vu Lan Phong Hoa nói, đầy mặt đều là xem thường. Chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, Vu Lan Phong Hoa giận dữ, hắn vung vẩy diệt tiên thương, đánh ra một phát công kích cực kỳ đáng sợ, đồng thời, hắn đang điều động diệt tiên thương, chuẩn bị phát động một đại chiêu tuyệt luân. Thân hình của Lăng Hàn cùng kỳ vô danh đều như điện, một bên tránh né diệt tiên thương công kích, một bên phát động phản kích, Ra tốc tiêu hao năng lượng trong diệt tiên thương. Võ giả đánh tới sức cùng lực kiệt, vậy có thể ăn đan dược khôi phục nguyên lực, nhưng chuẩn tiên khí không thể như vậy. Vì lẽ đó, sách lược của Lăng Hàn cùng kỳ vô danh chính là tiêu hao năng lượng trong diệt tiên thương, chỉ cần tiêu hao hầu như không còn, vậy diệt tiên thương chỉ là binh khí dùng lục tinh chuẩn tiên kim chế tạo ra mà thôi. Đây là một biện pháp ngốc, nhưng không có cách nào, ai bảo cấp bậc của diệt tiên thương cao làm chi. Điều này cũng may là hai người bọn họ, đổi thành thiên hồn khác. Đừng nói thiên hồn, ngay cả cường giả tứ bí, ngũ bí, ở trước mặt diệt tiên thương cũng chỉ có quỷ, lang hàn cùng kỳ vô danh không chỉ có thể đọ sức, thậm chí có khả năng chiến thắng, còn muốn như thế nào. Vu Lan Phong Hoa đương nhiên biết điểm ấy, vì lẽ đó hắn mới sẽ bắt đầu chuẩn bị thích phóng đại chiêu, một lần bắt lang hàn cùng kỳ vô danh. chương 2415, Phật tử, hạ, diệt thế, hắn đã hoàn thành xúc lực, đột nhiên dùng sức cắm diệt tiên thương vào đại địa, oanh, một vệt kim quang trải ra, không ngừng mở rộng về phía bốn phương tám hướng, mà chỗ kim quang đi qua, đại địa lập tức hóa thành kim loại, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Lăng Hàn lập tức thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy nếu như bị kim quang quét chúng, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành kim loại, nhưng kim chi bản nguyên trong cơ thể tỏa ra ý niệm vui sướng, tựa hồ tràn ngập khát vọng với nguồn năng lượng này. Trong lòng hắn hơi động, bỏ đi dự định tiến vào hắc tháp. Kim quang đảo qua, hắn nhất thời đã biến thành một pho tượng màu vàng, đứng sững ở trên mặt đất màu vàng óng. Một bên khác, trên trán kỷ vô danh tái hiện phù hiệu hình trừ vạn oan thân thể đồng dạng phát ra kim quang vạn trượng, thật giống như bị diệt tiên thương đánh ra công kích sớm lan đến gần. Kim quang bao phủ hơn trăm dặm, lúc này mới ngừng lại, chỉ thấy trong chu vi trăm dặm này tất cả đều hóa thành màu vàng, đã biến thành thế giới kim loại. Vu Lan Phong Hoa rút ra diệt tiên thương, nhất thời cười ha hả, một lần tiêu diệt hai đại địch, để lỗ chân lông cả người hắn đều chậm chậm mở ra, thoải mái đến không muốn không được. Nhưng mà, nét cười của hắn rất nhanh biến mất rồi. Trên người lăng hàn, kim loại hóa đang dần dần thối lui, tốc độ rất nhanh. Mà kỷ vô danh thì càng thêm kinh người, trực tiếp lấy thân kim loại đi ra, như một vị kim thân Phật đà. Đệt, Vu Lan Phong Hoa chấn kinh đến con người muốn rơi ra rồi, hắn phát động một đại chiêu, nhưng kết quả là như vậy. Hai người này, thật là người sao, Lăng Hàn cười ha ha, một chiêu này rất thoải mái, lại tới một lần nữa đi. Thoải mái không phải hắn, mà là kim chi bản nguyên, thôn vệ quy tắc kim loại mà diệt tiên thương đánh ra, tẩm bổ bản thân. Trở lại, trong lòng Vu Lan Phong Hoa lắc đầu, đừng nói vô hiệu với Lăng Hàn cùng kỷ vô danh, lần thứ hai phát động diệt thế đại chiêu là đang lãng phí lực lượng coi như hữu hiệu hắn cũng không thể nào làm được bởi vì diệt tiên thương trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phát động diệt thế một lần phù văn thật vất vả kích hoạt trên thân thương đã toàn bộ trở nên ảm đạm hiện tại chỉ có mấy cái còn đang phát sáng uy lực giảm mạnh hừ kỷ vô danh từ trạng thái kim thân phật đà lui ra ngoài nhưng khí thế nửa điểm cũng không yếu bớt ngược lại càng thêm kinh khủng có ma khí ngập trời sôi trào phảng phất như lập tức liền từ đại phật cứu vớt muôn dân biến thành diệt thế ma chủ hắn giết về phía vu lan phong hoa một bàn tay đánh ra, hung diễm cuồn cuộn. cuộn. Lăng Hàn cũng không khách khí, hắn lấy nộ quyền làm chủ, thỉnh thoảng liền nổ ra một cái bản nguyên trùng kích, còn tiên ma kiếm thì không có dùng, cái này còn chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí, cứng đối cứng với diệt tiên thương, chỉ có phần gãy vỡ. Trong lòng Vu Lan Phong Hoa càng ngày càng mát, Lăng Hàn cùng kỳ vô danh ngoại trừ sức chiến đấu kinh người ra, lực phòng ngự cũng mạnh đến nỗi đáng sợ, coi như hắn chiếm hết thượng phong thì đã làm sao, căn bản không thể chuyển hóa ưu thế thành thế thắng hắn cắn răng, đột nhiên xoay thương một cái, muốn mở một đường máu. Thiên la địa võng, kỷ vô danh dương tay phải lên, tung ra một cái lưới, che đậy về phía vu lan phong hoa. Vu lan phong hoa hừ một tiếng, ưỡn thương đâm tới tấm võng lớn kia. Dưới cái nhìn của hắn, dưới một đòn của diệt tiên thương, cái võng lớn này tự nhiên sẽ lập tức phá nát, nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy, một thương này xuống, võng lớn chỉ bị đẩy ra một chút. Nhưng không có phá, nắm giữ tính dai cùng co giãn kinh người. Vu Lan Phong Hoa không khỏi ngơ ngác, đây chính là diệt tiên thương A, lại đâm không phá cái võng lớn này. Kỷ vô danh quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn cười cợt. Cái này nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi. Đệ, Kỷ vô danh vẫn muốn giết Lăng Hàn, cướp đoạt thiên tôn trí bảo trên người hắn. Hắn người này tuyệt đối là kiêu hùng, muốn, liền chân trụi mà biểu đạt ra, sẽ không cố ý ẩn giấu, kia là tác phong của tiểu nhân. Hắn chuẩn bị cái lưới này, kỳ thực là nhằm vào Lăng Hàn, một khi bị trùng kín, sẽ giống như vu lan phong hoa, cho dù có diệt tiên thương cũng không cách nào phá mở. Đáng tiếc, cái lưới này chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ vô danh có chút đáng tiếc mà lắc đầu một cái. Lăng Hàn càng muốn giơ ngón giữa với hắn, nhưng câu nói này là không thể tin hoàn toàn, trời mới biết Kỷ vô danh có phải là lừa hắn, để hắn lơ là bất cẩn hay không. Người này là kiêu hùng, vì đạt được mục đích, sẽ không chừa thủ đoạn nào. Trả giá một món bảo vật như thế, nếu vẫn chưa thể bắt cây thương này, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Kỳ vô danh giết ra ngoài, tiếp tục công kích Vu Lan Phong Hoa. Vu Lan Phong Hoa có diệt tiên thương bảo vệ, hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn muốn đi là không thể nào. Tấm lưới kia phảng phất như bị cố định, mặc cho Vu Lan Phong Hoa xông lên làm sao, đến cuối cùng vẫn bị bắn trở về. Cũng thật là một bảo vật, Lang Hàn nhìn mà con mắt hừng hực, nếu như có một món bảo vật như thế, vậy sau này muốn cướp đoạt bảo vật gì liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Đáng tiếc, món bảo vật này đến cùng có phải là một lần hay không, hơn nữa lấy thực lực của kỷ vô danh, muốn ở trong tay của hắn đoạt lấy bảo vật, độ khả thi hầu như là số 0. Cũng như kỷ vô danh coi trọng hắc tháp, muốn cướp giật, hết lần này tới lần khác đều không thể thành công. Cấp độ của bọn họ đã cực kỳ tiếp cận, ai cũng không có thể đánh giết ai. Vu Lan phong hoa liên tục gào thét, sức chiến đấu của hắn cường hãn thì có ích lợi gì, diệt tiên thương xé không ra tấm võng này, hết thảy đều toi công. Đây là một sự tình rất tuyệt vọng, hắn rõ ràng thực lực càng mạnh hơn, nhưng lại chỉ có thể bị động chờ chết. Lăng Hàn cũng giết tới, liên thủ với kỷ vô danh, để diệt tiên thương tiêu hao năng lượng càng nhanh hơn. Mắt thấy phù văn trên diệt tiên thương muốn ảm đạm toàn bộ, Vu Lan Phong Hoa đầy mặt đều là dữ tợn, giận dữ hết. Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì cùng chết đi. Trong miệng hắn phun ra âm tiết quái lạ, hợp lại cùng nhau càng không cách nào phân bị ệt ra là ý nghĩa gì, nhưng thiên địa bỗng nhiên biến sắc, có mây đen cuồn cuộn, có lôi đỉnh kích đánh, chương 2416, thần niệm thiên tôn. Không được, cặn bã này đọc tụng tên thật của lão gia hỏa phong tình, lấy cảnh giới của hắn căn bản không thể chịu đựng một tia ý chí của thiên tôn giáng lâm, nhưng chúng ta cũng lộ ra ở dưới mắt của lão gia hỏa kia. Kỳ vô danh nghiêm nghị nói, hắn lộ ra vẻ tàn khốc. Thật đáng chết, chỉ là một cặn bã mà thôi, lại muốn ta lãng phí át chủ bài một lần. Hắn tay bắt pháp quyết, phù, phía sau nhất thời hiện lên một vị kim thân Phật đà, sau đó là thứ hai, thứ ba, tổng cộng hiện ra 9 vị, hoàn toàn vây quanh vu lan phong hoa. 9 vị kim thân Phật đà đồng thời đọc tụng kinh Phật, siêu độ tất cả. Một tia ý chí này, nhất thời chôn vùi âm thanh của vu lan phong hoa cho. Không phải âm thanh quá to lớn đẻ ép, mà là một loại áp chế trên quy tắc. Oa, wow, vu lan phong hoa phun ra máu tươi, cho dù đọc tên thật của thiên tôn không có triệt để hoàn thành, nhưng một tia ý chí đã từ nơi sâu xa giáng lâm, đây là thân thể của hắn làm sao cũng không thể chịu đựng hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, thân thể bắt đầu đổ nát, đột nhiên hóa thành mấy ngàn vạn mảnh vỡ. Soảng, giữa bầu trời nổ lôi cuồn cuộn, bỗng nhiên trong lúc đó hư không nứt ra một lỗ hồng, chỉ thấy một con mắt hiện lên, nhưng còn chưa kịp nhìn quét thiên hạ, liền bị lôi đình bổ chúng, đùng, trực tiếp biến mất, mà vết nứt hư không cũng lập tức khôi phục, mây đen tiêu tan, khôi phục trời trong sáng sủa. Sắc mặt của Kỷ Vô Danh có chút tái nhợt, vận dụng đại chiêu, ngăn cản một tia ý chí của Thiên Tôn giáng lâm, ở hắn năm đó là một việc nhỏ, nhưng hiện tại hắn trả giá tương đối lớn. Thiên Tôn vượt qua thiên địa, thiên địa bất dung, không thể dễ dàng hiện thân. Kỳ vô danh lại nhìn về phía Lăng Hàn giải thích một câu. Hiếm thấy Tiên Vương tầng 9 ngày xưa này chịu tiết lộ ra chút bí mật, Lăng Hàn tự nhiên nắm chặt cơ hội nói. Không phải nói, Thiên Tôn vượt qua thiên địa, coi như thiên địa không dung thì đã làm sao? Kỳ vô danh lắc đầu, Thiên Tôn vượt qua chỉ là quy tắc, mà cũng không thiên địa. Lăng Hàn có chút không hiểu. Thiên địa cùng quy tắc không phải khái niệm đồng nhất sao? Sai rồi, sai rồi, kỳ vô danh lắc đầu. Thiên địa vĩ đại há là bất luận người nào có thể chinh phục, vượt qua. Nhưng thiên địa vận chuyển, liền cần quy tắc nhất định, phục vụ cho thiên địa. Quy tắc thiên địa có thể sửa, nhưng thiên địa không thể, hoặc là tồn tại, hoặc là biến mất. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, có thể tỷ dụ như thế này không? Thiên địa là cha mẹ, quy tắc là con trai, võ giả chúng ta chính là đời cháu, vì lẽ đó phải tuần hoàn quy tắc. Nhưng thiên tôn, tương đương với con riêng của thiên địa, có thể ngang hàng quy tắc, lại bị quy tắc ghen ghét, không dung trong quy tắc. Kỳ vô danh cười ha ha, cái tỷ dụ này thực sự là lung ta lung tung, nhưng có một chút xíu đạo lý. Có điều, quy tắc là thiên địa sinh dưỡng, thiên tôn vượt qua quy tắc, tương tự thiên địa bất dung, chỉ là thiên địa không thể trực tiếp can thiệp, nhất định phải thông qua quy tắc, vì lẽ đó quy tắc cũng không làm gì được thiên tôn. Theo tỷ dụ lúc trước của ngươi, thiên tôn nên tính là nghịch tử phản ra khỏi nhà, có thể hoành hành bá đạo, rồi lại cũng là người của gia đình này. Hắn vừa nói vừa cất đi diệt tiên thương, trả giá đánh đổi như vậy, thế nào cũng phải có chút thu hoạch. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, hắn đối với diệt tiên thương xác thực không hứng thú gì, hơn nữa kỷ vô danh trả giá cũng lớn hơn hắn. Càng quan trọng chính là, Lăng Hàn hy vọng kỷ vô danh càng mạnh hơn, đối phương càng mạnh, liền càng có thể khích lệ hắn, sẽ không lười biếng, sẽ không buông lỏng. Nếu như ngày nào đó hắn đột nhiên không có đối thủ, vậy hắn nhất định sẽ cực kỳ tẻ nhạt, không muốn lại đi tăng lên tu vi võ đạo, bởi vì mạnh hơn thì đã làm sao, hắn đã là thứ nhất. Lăng Hàn, đợi ta tiêu hóa những thiên địa nguyên lực này, trở lại đánh với ngươi một trận. Kỳ vô danh cười ha ha, mạng ngươi, trung quy là chôn vùi ở trong tay ta. Ha ha, Lăng Hàn chỉ cho hắn một cái cười lạnh, chiến liền chiến, hắn có gì sợ. Kỳ vô danh bắn không mà đi, rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi, chết nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có đại nhân vật dáng lâm, không đi nữa liền chậm, tuy hắn khẳng định có thủ đoạn ở dưới tay thăng nguyên thậm chí tiên vương đào mạc, nhưng trung quy là phải trả giá chút đánh đổi, chỗ tài có thể có ý nghĩa gì. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đám người vũ hoàng, nữ hoàng, hổ nữ còn ác chiến với đám người Trạm phi, phùng hưng nhân, nữ hoàng, hổ nữ liên thủ chặn 5 người chỉ thủ chớ không công, để Vũ Hoàng có thể không kiêng rẻ chút nào mà đi chiến đối thủ của hắn. Vũ Hoàng là thiên tài võ đạo, hắn lại ở trong chiến đấu hoàn toàn tiêu hao chỗ tốt khi hóa long thì đạt được, sức chiến đấu từng bước tăng lên, đạt đến tình trạng hoàn toàn vượt qua đối thủ, sau đó hung mang lộ ra, mấy lần liền đánh đối thủ của hắn thành mảnh vụn. lang Hàn nhảy tới nói, nhị ca, ta giúp người giải quyết mấy cái, nơi này không thích hợp ở lâu. Được, Vũ Hoàng không phải là người thích thể hiện, mình độc lập giải quyết một tên đối thủ đã chứng minh thực lực của hắn, không cần thiết lại đi một trọi một. Lui, 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 năm người chạm phi mặt đều tái rồi, vội vã kêu to lui lại. Lăng Hàn đưa tay, oanh, quy tắc hóa thành lao tù, khóa toàn bộ năm người ở trong đó. Ta tuy không có thiên la địa võng, nhưng muốn lưu lại các ngươi là thừa sức. Lăng Hàn ra tay, đây chính là tiên phủ áp chế với phân hồn, năm người chạm phi làm sao có thể ngang hàng. Chỉ trong nháy mắt, năm người liền bị tiêu diệt, ngay cả cơ hội ra át chủ bài cũng không có. Đi, Lăng Hàn nắm lên tất cả mọi người, sau đó triển khai hư linh không gian, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Cho đến khi bọn họ rời đi gần như nửa nén hương thời gian, mới có cường giả thăng nguyên cảnh khoan thai đến muộn, chỉ có thể nhìn thấy máu tươi đầy đất, còn có mảnh vỡ thần hồn lưu lại không tan, ở đó gào rít, không muốn hóa quy thiên địa. Chỉ là cái này nhất định chỉ phí công, không có thân thể, thần hồn không thể kéo dài, huống chi chỉ là chút mảnh vỡ. Chương 2417, Thánh Nguyên Học viện. Lăng Hàn đi rất lâu, lúc này mới để mọi người xuống, kể cả đám người nghiêm tiên lộ kỷ vô danh cho hắn mấy phần mặt mũi không có ra tay với người đứng bên cạnh hắn có thể hắn cũng biết ra tay với những người này lăng hàn tất nhiên sẽ ngăn cản hai người sẽ sớm rơi vào đại chiến vậy kỷ vô danh tự nhiên không cách nào lại đi săn giết những người khác lang huynh kế tiếp có kế hoạch về đông tiên vực hay không bốn thiên kiêu đến từ đông tiên vực đều hỏi lang hàn lắc đầu sau đó hắn phải cải trang đổi mặt đánh vào ngự hư giáo mục đích cuối cùng là phong tình điện bởi vậy hắn tự nhiên không thể về Đông Tiên vực. Lăng Hàn, chúng ta chờ ngươi trở về, đồng minh tự nhiên không thể một ngày vô chủ." Trình Tử Tâm nói, bây giờ hắn đối với với Lăng Hàn đã hoàn toàn chịu phục. "Đúng vậy." Phú Chu cũng gật đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, "Ta sẽ dành thời gian về Đông Tiên vực một chuyến, trước đó, công việc của đồng minh liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cùng dị, mau chóng tăng cao tu vi, bởi vì thời gian lưu cho chúng ta không nhiều nữa." hắn cũng không phải là người ích kỷ đến thời điểm sẽ cho tất cả mọi người tiến vào hắc tháp hưởng thụ 10 vạn lần gia tốc thời gian ở trước mặt tồn vong của thiên địa cái gì cũng có thể trước tiên để qua một bên bốn người nghiêm tiên lộ đồng ý sau đó rời đi bọn họ không thể ở đây quá lâu dù sao còn cần tiên vương dẫn bọn họ trở lại sao có thể để tiên vương đợi lâu nhị ca người phải về đại uy giáo sao lăng hàn hỏi vũ hoàng rất vì ý không đáng kể ngược lại ta rèn luyện khắp nơi, hết thảy đều là vì trở nên mạnh mẽ. Lăng Hàn gật gù, hai huynh đệ cách hơn vạn năm mới rốt cuộc gặp lại, hắn cũng không muốn lập tức tách ra, làm sao cũng phải tụ tập một chút. Tứ đệ, người có tính toán gì không? Vũ Hoàng hỏi ngược lại, Lăng Hàn đối với Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không có gì ẩn giấu, nói hắn muốn đi vào ngự hư giáo. Vậy nhị ca liền cùng ngươi, Vũ Hoàng nói, hắn cũng hết sức tò mò đối với thiên tôn, càng coi là một núi cao muốn chinh phục. Vù, đúng lúc này, chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên có đạo đạo hào quang, sau đó xuất hiện một tấm pháp chỉ, tiên quang chín màu quấn quanh, sau đó từng cái từng cái ký tự vọt ra, uy thế vô tận giật động, thật giống như một vị tiên vương giá lâm, nhìn xuống chúng sinh. Pháp chỉ tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 9 ghi chép. Lẽ nào kỳ vô danh đại khai sát giới, để một vị tiên vương tầng 9 giận dữ, viết xuống pháp chỉ muốn truy bắt hắn. Lúc này, những ký tự kia dừng lại nhảy lên, hóa thành văn tự. Đại nạn sắp tới kịch biến tức sinh, vì đốt cháy mồi lửa tiên vực ta, dư thành diễm tiên vương liên hợp 21 vị tiên vương tầng 9 khác, cùng nhau thành lập thánh nguyên học viện, bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, chống đỡ hắc ám chi chiều sắp đến. Phàm người tự nhận thiên phú hơn người, có thể đi tới song mã thiên lệ thủy thành, tự có người phụ trách chân tuyển. Đoạn chữ viết này kéo dài hơn nửa canh giờ, sau đó ánh sáng chín màu tán loạn, hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi. Nhất thời, toàn bộ tiên vực đều náo động, đúng, tấm pháp chỉ này không chỉ xuất hiện ở trên bầu trời của bọn người lăng hàn mà mỗi một góc của tiên vực đông tây tiên vực tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cho dù là người mù cũng thấy vì đây là đạo tác thẳng vào thức hải không có ai hoài nghi tính chân thực của tấm pháp chỉ này bởi vì ánh sáng chín màu là tiêu chí đặc hữu của tiên vương tầng chín mà muốn nói vị tiên vương tầng chín nào tẻ nhạt đến trêu đùa người trong thiên hạ như vậy vậy cho dù mọi người bị lừa cũng có thể cảm thấy rất vinh hạnh đám người lăng hàn hai mặt nhìn nhau bay lên bất an mãnh liệt. Đầu tiên là thiên địa tự mình phá hoại quy tắc, để Long Môn Sơn sớm xuất hiện, sau đó chính là thật nhiều tiên vương tầng 9 liên thủ thành lập học viện, phổ biến thu kỳ tài thiên hạ, ý định đối kháng với Hắc Ám chi triều. Phải biết, trước đó hầu như không có mấy người biết còn có dị vực tồn tại, đang nỗ lực đánh vào tiên vực, xâm chiếm vùng thế giới này. Tuy trong pháp chỉ không có rõ ràng nói rõ lai lịch của Hắc Ám chi triều, nhưng điểm ra tiên vực đang đối diện một nguy cơ lớn lao. Điều này nói rõ cái gì? thời gian dị vực đập cửa ải, khả năng xa xa sớm hơn chúng ta dự liệu. lang Hàn trầm ngâm nói, thông đạo hai giới khẳng định phát sinh biến cố bất ngờ, để đường núi này trở nên càng thêm ổn định, cũng làm cho những tiên vương tiền tuyến cảm giác được áp lực. Nữ hoàng suy đoán, hổ nữ miệng gặm đùi gà, mặc kệ đến cái gì, nữ đánh đổ hết thảy. Vũ hoàng liền nói, vậy chúng ta phải trước tiên đi thánh nguyên học viện đã. Ừm, tất cả mọi người gật đầu, nhiều đến 22 vị tiên vương tầng 9 cùng nhau ra tay, thành lập một học viện, đây là sự tình dọa người cỡ nào. Chỉ lấy hậu trường mà nói, cái này vượt qua bất luận đại giáo nào của thế gian. Được, trước tiên đi Thánh Nguyên học viện nhìn, Lang Hàn cũng gật đầu, cứ như vậy, phỏng trừng thiên kiêu của toàn bộ tiên vực đều sẽ tập hợp, đến thời điểm đó liền có thể gặp gỡ các thiên tài kiệt xuất nhất thế gian. Còn ngự hư giáo, sau này hãy nói, ngược lại cũng sẽ không chạy mất. Có điều, mọi người cũng không có lập tức đi tới Song Mã Thiên, mà là trước tiên đi tìm bí cảnh của Trảm chân. Các nữ hách liên tầm tuyết cũng phải toàn diện tăng lên, chắc chắn chảm thiên địa tiến vào chảm trần, trước đây các nàng là không dám chém, cũng không thể chém, hiện tại tự nhiên là nước chảy thành sông. Vũ Hoàng trước tiên đi đột phá thiên hồn, mọi người ước định gặp lại ở lệ thủy thành của song Mã Thiên. Lăng Hàn liền dẫn các nữ lên đường tìm kiếm bí cảnh chảm trần gần nhất. Vận may của bọn họ không tệ, có một tòa bí cảnh chảm trần mở ra ở 27 năm sau, bọn họ lập tức chạy đi, trên đường bỏ ra hơn 3 năm sau đó lại đợi hơn 20 năm, các nữ liền liên thủ tiến vào trong đó. Cái này Lăng Hàn liền không giúp được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cũng còn tốt, hai năm sau, các nữ một cái không ít, toàn bộ đi ra bí cảnh, hơn nữa cũng dồn dập đột phá chảm trần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chỉ mong các nàng tu ra ngũ chảm, có thể chảm thiên địa đắc đạo đã tốt lắm rồi. Bọn họ lại tiến về song Mã Thiên, chậm chế hơn 20 năm, trong lúc phát sinh rất nhiều đại sự chương 2418, cố ý làm khó dễ. Náo động nhất tự nhiên là Thánh Nguyên Học Viện thành lập, xác thực do hơn 20 vị tiên vương tầng 9 liên thủ chế tạo, thu đều là kỳ tài đương đại, nhưng không giới hạn ở võ đạo, thiên tài đan đạo, kỳ tài trận pháp, luyện khí sư cũng được bao hàm ở bên trong, chỉ cần tinh thông một nghệ, đều có cơ hội gia nhập học viện. Nhưng bất luận làm sao, nổi danh nhất đương nhiên là thiên tài võ đạo. Chỉ hai mươi mấy năm, Thánh Nguyên Học Viện liền có mấy đệ tử danh chấn tiên vực, hầu như có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mẹ kiếp, kỳ vô danh lại cũng trộn lẫn vào, lang hàn trợn mắt ngoác mồm, thánh nguyên học viện có mấy đệ tử cực kỳ đặc sắc, ngăn ngắn hai mươi mấy năm cũng đã vang danh thiên hạ. Kỳ vô danh, thích thiện tử, hồng hoang, già lan chính là bốn người xuất sắc nhất, có người nói mỗi người đều có sức chiến đấu ngập trời, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lăng Hàn không kỳ quái kỳ vô danh có thể bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Thánh Nguyên Học Viện, mà là thứ này giết người như ngóe, thiên kiêu chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể, làm sao có khả năng đường hoàng ăn sung mặc sướng ở Thánh Nguyên học viện. Có điều, thích thiện tử, hồng hoang, già lan này có thể đánh đồng với kỷ vô danh, liền biết thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ không yếu hơn kỷ vô danh, cái này rất đáng sợ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, quái thai như hắn cùng kỷ vô danh hẳn kỷ nguyên khó ra, một cái được thiên tôn trí bảo, một cái khác là tiên vương tầng 9 chuyển thế, quá đặc thù. Có thể suy nghĩ thêm, Vũ Hoàng không phải cũng rất yêu nghiệt sao? Vũ Hoàng có thể tu ra chín phân hồn, tại sao không thể có người giống hắn? Lăng Hàn không khỏi chiến ý hừng hực, hắn vốn coi kỳ vô danh là đối thủ duy nhất, nhưng hiện tại lại nhiều ba yêu nghiệt nghịch thiên, để hắn cực kỳ khát vọng cùng những người này chiến một trận. Hơn 20 năm này Lăng Hàn cũng không nhàn dỗi, hầu như đều ở trong hắc tháp tu luyện, đánh bóng phân hồn cảnh cực kỳ thâm hậu, lại đi xung kích tiên phủ. Muốn thành tựu mạnh nhất, vậy nhất định phải nền vững chắc cơ sở, tuyệt không thể nóng vội hơn 20 năm không đáng kể chút nào, Lăng Hàn phỏng chừng mình còn cần hơn trăm năm mới có thể đánh bóng phân hồn đến tình trạng không thể soi mói. Mà đây đương nhiên là lấy thời gian hiện thực đến tính toán, phóng tới trong hắc tháp, thời gian này liền dài đến kinh người. Phó đạo không có thu được đột phá, nhưng ở trên đan đạo Lăng Hàn là nhìn thấy hy vọng. Cách thất luyện, chỉ xa một bước, nhiều nhất 10 năm, ta nhất định bước vào thất luyện. Hắn gật đầu nói, chủ là là hắn quá thiếu tiên dược, để hắn không bột đố gột nên hồ, hết cách rồi, tiên dược chính là tiên dược, cho dù niên đại không cao cũng cực kỳ hiếm có. Trước tiên đi tìm nhị ca, sau đó sẽ đi thánh nguyên học viện. Nhiều tiên vương tầng 9 liên thủ như vậy, e là mục tiêu không phải bồi dưỡng được mấy tiên vương tầng 9, mà là thiên tôn A. Lang Hàn tự nói, có thể suy ra, tài nguyên tu luyện trong thánh nguyên học viện sẽ đạt được nhiều kinh người, tiên dược là tùy tiện cho. Nữ hoàng cũng nói, nữ muốn ăn, hổ nữ hét lớn, Lang Hàn cười ha ha, được, xuất phát đại bộ phận người đều tiến vào hắc tháp tiếp tục khổ tu cảnh giới của các nàng quá thấp chạy đi đường dài sẽ ảnh hưởng tốc độ rất lớn ba người lăng hàn nữ hoàng hổ nữ cùng một chỗ mà đi lại bỏ ra ba năm bọn họ rốt cục đi tới sông mã thiên tiến vào sông mã thiên lại đi lệ thủy thành liền không xa chỉ dùng nửa tháng thời gian mà thôi bọn họ liền đến lệ thủy thành vào thành theo thường lệ cần giao lệ phí đối với lăng hàn mà nói tự nhiên là chút lòng thành tuy nữ hoàng cùng hổ nữ đẹp đến kinh người, nhưng khí chàng quá đầy đủ, chấn đến những thủ vệ kia căn bản không dám nói cái gì, lại không có gặp phải công tử bột, tự nhiên không có gặp phải thị phi gì. Bởi vậy, bọn họ thuận lợi tiến vào thành, sau đó bắt đầu hỏi thăm hành tung của Vũ Hoàng. Từ khi chia tay đến nay đã qua 30 năm, tin tưởng Vũ Hoàng đã sớm đột phá đến thiên hồn, đi tới thành này chờ. Lăng Hàn cảm thấy, chỉ cần Vũ Hoàng tới trước, vậy nhị ca khẳng định có biện pháp để cho mình tìm được hắn. Tại sao? Vũ Hoàng là người làm qua hoàng đế, hơn nữa còn là một đời minh quân, làm sao có khả năng ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Quả nhiên, Lăng Hàn chỉ hỏi thăm một chút, liền phát hiện trong thành mới mở hai cửa hàng đan dược, một nhà gọi Vũ Hoàng Các, một nhà khác gọi Hàn Lâm Các. Hai cửa hàng này khẳng định đều là Vũ Hoàng mở, dụng ý là hấp dẫn Lăng Hàn qua. Quả nhiên, Vũ Hoàng có biện pháp, Lăng Hàn hỏi thăm một chút, bởi vì Vũ Hoàng Các cách hắn càng gần hơn, bởi vậy hắn dĩ nhiên là đi nơi đó mang theo hổ nữ cùng nữ hoàng đi dạo phố. Thành thị của tiên vực đều như vậy, tuy tên là thành nhưng lớn như tinh thể. Bởi vậy mặc dù vũ hoàng các cách lăng hàn rất gần nhưng vẫn có mấy vạn dặm. Cũng may đối với lăng hàn bây giờ mà nói, đây chỉ là sự tình một lát. Hắn rất nhanh liền tới một thành lớn. Trên thực tế này chỉ có thể xưng là trấn, to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Trong thành tự nhiên không thể lại có thêm thành. Hắn tiến vào trong trấn, rất nhanh đi tới vũ hoàng các, nhưng ánh mắt đảo qua, không khỏi nhíu mày. Trong điếm khắp nơi bừa bộn, bàn đổ ghế ngã, rất nhiều hầu bàn đều ngồi hoặc nằm, từng cái từng cái mang theo vết máu, xương mặt xương mũi, có còn gãy tay chân. Đây là bị người vừa nháo qua sao? Lang Hàn đi vào nói, ông chủ của các người đâu? Ý tứ không tốt, bản điếm muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, kính xin khách quan đi chỗ khác đi. Một trung niên ra đón, lại còn là tu vi chảm trần cảnh, nhưng mắt trái thình lình có một vòng đen, rõ ràng là bị người đánh một phát, nguyên bản còn rất có khí nho nhã, nhưng hiện tại có vẻ cực kỳ thảm bại. Lăng Hàn cười ha ha, ta là bằng hữu của ông chủ các ngươi. Trung niên nam tử kia nhìn Lăng Hàn một chút, đột nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Khách quan họ Lăng, Lăng Hàn, Lăng Hàn gật đầu, xin chờ một chút, trung niên nam tử kia lập tức lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân nhà ta đã nhận được tin tức, sẽ tới rất nhanh, kính xin khách quan vào điếm, uống chén trà thơm. Được, Lăng Hàn đồng ý, chương 2419, Tuấn Thiếu hắn vừa muốn trên lầu 2, chỉ thấy cửa lập tức tràn vào mười mấy người mỗi người đều mang theo biểu tình bất thiện tại sao các ngươi lại đến nữa nam tử trung niên run giọng nói trên mặt có vẻ sợ sệt rõ ràng từ mấy chữ này có thể thấy được trước chính là những người này trắng trợn phá hoại ở trong cửa hàng đánh bọn tiểu nhị thương thích khắp người lang hàn nhất thời ngừng chân nhìn về phía những người này đám người kia thực lực còn không yếu có bảy người đạt đến chảm trần những người khác là sáng thế cảnh phóng tới thành nhất tinh cái này cũng có thể thành lập hào môn. Đương nhiên là đến lấy tiền, một tên chảm trần cảnh ngồi xuống cái ghế còn hoàn hảo duy nhất trong điếm. Chúng ta không phải vừa mới giao tiền sao, nam tử trung niên có vẻ hơi giận dữ, những người này không chân chính, thu lấy phí bảo hộ còn đánh bọn họ một trận, đập hư rất nhiều đồ vật trong cửa hàng. Chảm trần cảnh kia dâu ria rậm rạp, hai chân chéo người, cực kỳ vô lại. Vừa nãy thu chính là phí bảo hộ các người mở hiệu thuốc, thế nhưng, lão tử nghe nói nơi này các người còn bán xuân, vì lẽ đó phải thêm thu một bút. Bán Xuân, nam tử trung niên kia há to miệng, chúng ta là mở hiệu thuốc, làm sao có khả năng bán xuân. Chuyện này căn bản là trợn mắt nói mò, cố ý bắt nạt người. Lăng Hàn xoay người đi xuống thang lầu nói, các ngươi là bị người sai khiến a, đến nói cho ta, là ai bảo các ngươi làm như thế? Bang phái nhỏ thu phí bảo hộ, cái này Lăng Hàn có thể lý giải, nhưng cái này đã thuộc về cố ý gây sự, làm khó dễ. Zaurier rậm rạp hơi sướng sở nói, "Nói hưu nói vượn cái gì, còn có, ngươi là thứ gì?" Lăng Hàn một tay thò ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Zaurier rậm rạp liền lọt vào trong tay của Lăng Hàn. Hắn cười nói, "Ngươi có thể lựa chọn nói hoặc không nói, nhưng ta có cái ham muốn, chính là đem người chia năm xẻ bảy, ngươi có hứng thú thử xem hay không?" Zaurier rậm rạp kia không khỏi tim mật lạnh lẽo, hắn căn bản không có để Lăng Hàn ở trong mắt, nhưng ai nghĩ tới thực lực của đối phương đáng sợ như thế? ra tay liền bắt hắn, quả thực dễ như ăn bánh. Thấy trong ánh mắt của Lăng Hàn lộ ra hung quang, hắn không khỏi run cầm cập nói. Ta nói, ta nói, là bang chủ của chúng ta bảo ta tới. Hả, bang chủ của các ngươi là ai? Lăng Hàn cười nói, vừa nói vừa vỗ vai của dâu dậm rậm rạp, mà hắn mỗi vỗ một cái, dâu dậm rậm rạp liền không nhịn được hí lên đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bang chủ của chúng ta là Mao Hải Đào. Zoria rậm rạp trả lời đơn giản gọn gàng. Lăng Hàn Nha một hồi, lại nói, bang chủ của các người dù sao sẽ không vô duyên vô cớ lên cơn, mới để cho các người tới quấy rối chứ. Dâu Ria rậm rạp nói, là Liễu Tuấn, Tuấn Thiếu đến tìm bang chủ nhà chúng ta, mời bang chủ thay hắn ra tay, quấy rối Vũ Hoàng Các. Há, Liễu Tuấn này lại là người nào? Lăng Hàn bắt đầu có hứng thú. Tuấn Thiếu A, à, Dâu Ria rậm rạp kéo dài âm điệu, cả người trở nên hả hê, thật giống như trao đổi một người, nhưng bị lang Hàn vỗ một cái, hắn liền lập tức thành thật. Tuấn Thiếu là đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện, nói đến mấy chữ Thánh Nguyên Học Viện này, hai mắt hắn phát ra quang mang sùng bái. Với quảng đại quần chúng của tiên vực mà nói, tiên vương tầng 9 tự nhiên là nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này, mà hai mươi mấy tiên vương tầng 9 liên thủ sáng lập Thánh Nguyên Học Viện, tự nhiên cũng trâu bò đến không được, phàm là có thể tiến vào, đều là thiên tài đỉnh tiêm, tương lai tất thành đại nhân vật. Liễu Tuấn này chính là đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện, tự nhiên bị đám người này kính như thiên thần. Rất lợi hại phải không? Lang Hàn cười hỏi, lớp thiên tài như nghiêm tiên lộ tất nhiên có tư cách tiến vào thánh nguyên học Việt, nhưng so với bọn người kỳ vô danh, thích thiện tử hiển nhiên không cùng một đẳng cấp, liễu Tuấn này thuộc về cấp độ nào đây? Tuấn Thiếu là người đan viện, hắn tuổi còn trẻ đã là tam tinh đan sư, ở trên luyện linh càng đạt đến tứ luyện, có người nói ở trong trăm năm tất có thể bước vào ngũ luyện, trở thành tứ tinh đan sư. Zoria dầm dạp nói khoác thay Liễu Tuấn, Thật giống như Liễu Tuấn là huynh đệ của hắn. Đan sư Lăng Hàn đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao Liễu Tuấn muốn nhằm vào Vũ Hoàng Các, sợ là cùng đan dược không thể tách rời. Vậy ngươi có biết tại sao Liễu Tuấn phải làm như thế không? Saurier rậm rạp gật đầu nói, Tuấn thiếu vừa ý vị trí của Vũ Hoàng Các, muốn mua lại để mình mở hiệu thuốc, nhưng chủ nhân nơi đây không đáp ứng, nên Tuấn thiếu nghĩ ra biện pháp như thế. Lăng Hàn không khỏi cười gần, Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không bán ra cửa hàng nơi này đó là địa phương huynh đệ bọn họ đoàn tụ trở về nói cho cái tuấn thiếu gì kia trong vòng ba ngày tự mình lại đây nhận lỗi mặt khác đừng quên bồi thường tổn thất của nơi này thiếu một hạt cát cũng không được lăng hàn lại nhìn về phía người trong cửa hàng mọi người cũng xuất khí đi đến cứ việc ra tay bọn họ ai muốn phản kháng ta liền làm thịt hắn lại nhìn về phía đám lưu manh kia ánh mắt đảo qua những người này đều run rẩy chỉ cảm thấy linh hồn muốn nổ tung hầu bàn trong cửa hàng hai mặt nhìn nhau mới đầu ai cũng không nhúc nhích, nhưng chung quy có người dạn dĩ đi ra, oành oành oành, bắt lấy một người đánh tơi tả. Quả nhiên, người kia căn bản không dám phản kháng, chỉ dùng hai tay bảo vệ đầu, lại kẹp hai chân, tránh khỏi chỗ yếu bị đả kích. Nhìn thấy cảnh này, phục vụ còn lại cũng lớn mật, lục tục có người đi ra, sau đó ra tay đánh nhau. Vô duyên vô cớ bị người đánh một trận, trong lòng ai không kìm nén một bụng hỏa. Trước là đánh không lại, nhưng hiện tại có người làm chỗ dựa, lửa giận trong lòng bọn họ liền được phóng thích. Chờ những phục vụ này đánh thoải mái, Lăng Hàn mới để cho đám người dâu rìa rậm rạp chạy. Nhiều hầu bàn đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này phảng phất như thiên thần. Trên mặt Lăng Hàn mang theo mỉm cười, còn cố ý lấy ra một ít đan dược phân cho mọi người, để bọn họ chữa khỏi vết thương trên người. Dưới cái nhìn của hắn, cái này không chỉ là địa phương mình cùng Vũ Hoàng huynh đệ đoàn tụ, hơn nữa sau này thật có thể bán ra đan dược, bởi vì hắn chính là thiên tài đan đạo.